Cái gradient descent và cái bữa nào tôi sẽ đi vào cái gradient descent với lại cái variant của nó, nhưng mà cho cái least square hả? Lúc lâu hồi lâu mình học cái đó là cái gradient descent chung chung nè, nó cho một cái hàm toán học gì đó đúng không đó, chứ không có phải như là mình làm cho cái least square. Mà bây giờ mình học bên kia là mình học cái simple linear regression hay là least square đó, thì bây giờ mình làm ha? Thì mình phải làm mình mới hiểu được tại sao trong error nó làm được đúng không, chứ còn mình không làm mình đâu có hiểu được đâu. Thì cái ví dụ của mình á, thì bây giờ mình bắt đầu từ cái scalar variable là bài tập về nhà đó. Thì cái least square là gì đúng không, theo hiểu như cái cách mà của calculus, của một cái người làm calculus không biết dịch ra tiếng Việt là gì quên rồi, giải tích đúng không hay là gì vậy mọi người, calculus đó, dịch ra. Ủa hồi đó mọi người học toán lớp 12 thì gọi là toán gì vậy? Giải tích nữa. Dạ đúng rồi thầy, calculus là giải tích. Rồi. Thì mình học theo giải tích đó là mình không biết cái đường nào, giờ mình có 3 điểm. Đúng không? Theo cái cách nhìn của giải tích đó, đúng không? Đó. Là bây giờ có một nhà giải tích học, ví dụ vậy đó, thì có 3 điểm như vậy. Bây giờ mình muốn tìm một cái đường thẳng, đúng không? Đi qua 3 điểm này. Đó. Nhưng mà bảo đảm là tại 3 điểm này nó không có thẳng hàng thì làm sao có cái đường thẳng nào đi qua được 3 điểm này. Đúng không? Bởi vậy là người ta mới nói là thôi bây giờ không có cái đường thẳng nào đi qua được 3 điểm đó được. Nhưng mà tìm cho ra tôi được là cái error đúng không? Từ cái điểm này nè, đó tới cái đường thẳng. Cái đường thẳng này mình chưa biết nha, mình chưa biết, mình giả dụ là có một cái đường thẳng đó ha. Nhưng mà cái error của cái điểm A này nè tới cái đường thẳng đó, và error của điểm B này tới đường thẳng đó, và error của điểm C này tới đường thẳng đó, đó là nhỏ nhất. Cái error đó là nhỏ nhất, đúng không? Theo cách nhìn của một người nhà giải tích là vậy đó. Họ không biết cái đường đó là cái gì hết, họ giả dụ là có một cái đường đó như vậy và tìm được bằng cách là có cái error tổng đúng không là nhỏ nhất. Nhưng mà error nó có thể âm có thể dương, mọi người cũng thấy được là cái điểm màu đỏ này A với B nè thì nó nằm ở trên cái đường thẳng này, nó là dương đúng không, nhưng mà cái error này cái điểm C nó nằm ở dưới thì nó âm đó. Bởi vậy là cái error đó thì mình phải lấy bình phương nó lên đúng không, thì để cho nó âm dương nó cộng lại nhau đúng không, tổng của cái error đó đúng không, đó là sum of square đúng không, gọi là least square đó là nhỏ nhất, least là nhỏ nhất đúng không, least là nhỏ nhất, square là mình lấy cái error nằm ở trên cái điểm, nằm ở trên cái đường thẳng nè đó, mình trừ cho cái điểm nằm ở trên cái điểm thật của mình nè đúng không, đó và mình bình phương lên đúng không, đó là least square, cái cách nhìn của nhà giải tích học người ta nhìn vậy. Thì khi mà mình sử dụng giải tích á thì thường thì mình sẽ sử dụng cái gradient descent để mình giải cái solution của nó đúng không, đó thì bây giờ ai đã giải cái bài tập này rồi đó, từ cái ba cái điểm A, B, C nè đó, ai đã giải cái bài tập này rồi thì có thể giải cho tôi được không. Thì trước khi đi vô tôi cũng cảm ơn bạn Phú đã giúp tôi chuẩn bị cái slide này ha, đó rồi có ai giúp tôi giải cái bài tập này không, Giang có rồi thì bây giờ em giải đi Giang ha. Dạ thầy, mà nói chung là nó cũng bị dở hơn cái là cũng chưa được. Thì anh xe với thầy Em làm theo cái dễ nhất có thể hiểu được nha em, chứ đừng có làm cái phức dạ tạp hơn. nói chung thì em làm nó cũng giống thầy thôi. Ở đây đầu tiên là cái gradient descent này thì mình chỉ tạo ra thôi, thì hôm trước không có thấy cái thầy code trên kia trên cái buổi nói chuyện bữa thứ năm, cho nên em cũng học hỏi em làm theo. Tức là bây giờ mình làm cái gradient trên descent thì mỗi cái vòng lặp á, thì thay vì mình làm 1.000 cái vòng lặp chẳng hạn thì mình sẽ in ra nó nhiều hơn, thì có thể là mình sẽ làm theo cái step, tức là ví dụ như 10 cái thì mình mới in một lần, thì đây là cái hay hơn. Còn nếu không in cứ mỗi step cứ bring ra thì nó sẽ rất là tốn công. Ở đây thì đầu tiên là cái mình chỉ cần biết là trên này chạy cái gradient descent thôi, cái em với cái c thì sẽ được update, thì em sẽ kiểm tra.
thì giờ cái df thì cái lmc là cái biến mà để mình lưu cái giá trị đó. Thì như mọi người thấy đây nó đang dạng là vector, thì em sẽ muốn chuyển thành cái data frame, nói chung sẽ làm từ từ chút xíu. Ví dụ như chỗ này thì như mọi người thấy ở đây nó đang data frame của nó sẽ là dạng hình hình ngang, thì nó không muốn em vẽ thành cái dạng hình dọc cơ. Thì giờ nó đang ngang là 2 hàng và 100 cột, cho nên đây mới làm một cái transpose lại. Đấy. Và sau đó em sẽ hết lại cái df, mình kiểm tra xem là cái data frame mình ok chưa. Đó. Thì hai cái này là cái m với cái c nè. Tuy nhiên thì giờ mình sẽ thấy một cái nó hơi bất cập chút xíu là cái tên cột có thể nó chưa có, nó chỉ đặt là 1 với 2 thôi, thì khó cho mình, cho nên là mới đặt lại cái column gọi là 1 m với c. Đó. Rồi giờ mình sẽ hát vậy thì sẽ ra là được m với cái c, thì cái c nó chính là cái intercept, còn m nó chính là cái slope. Đó. Thì cái này sẽ ra kết quả đủ chạy rồi, thì sau đó mình sẽ có cái point này, tức là cái giá trị điểm của ba điểm abc, thì em cũng nhập vào thành cái data frame thôi. Thì mình sẽ hát cái point này để xem coi là nó là cái gì. Đó. Thì nó chỉ vậy thôi, nó sẽ gồm 3 cột, cột thứ nhất là tên, điểm, cột 2 là x, cột 3 là y. Đó. Thì mình sẽ có giá trị là ba cái điểm mà mình cần làm cái reaction, đó là A là 1, B là 32, C là 42. Thì sau khi có cái này rồi thì bắt đầu mình mới coi là mình chỉnh, bắt đầu mình mới vẽ. Thì từ để mình coi xem, rồi ok. Thì mới vẽ là do cái này em cũng tìm hiểu rồi, nhưng mà vấn đề gọi là nó không có ok ở cái chỗ mà gọi là nếu mà mình làm so với cái box plot chẳng hạn, thì nó sẽ có cái state để nó chuyển, còn cái này nó không có, cho nên em nghĩ là một cái cách giải quyết đó chính là em vẽ 100 cái hình và sau đó em lưu một cái folder và sau đó em sẽ vẽ nó. Thì em sử dụng cái package là magic này, thì đầu tiên để em vẽ cái hình ra và em lưu lại thì để em anh comment cái dòng này đi. Thì chạy cái này thì mình sẽ vẽ cái hình bị gì ta, từ từ có biết sai gì chạy từ từ để em xem không bị thiếu cái gì không. Comment 2 dòng ngọt. Chỗ nào á bạn ơi, đợi để mở cái này lại đi. Là do em có chỉnh sửa cái gì đó nó bị sai sót thì để em kiểm tra lại một chút xíu. Thì giờ để mà kiểm tra cái vòng lặp vẽ được hay không thì cho đại là cái y này, bằng 100, thì cái y bằng 100 nó chính là cái vòng lặp là cái hình cuối cùng mà mình đạt. Sửa lại sao thiếu cái gì. Phải là O E là C O. À, cái này chỗ này nó không có hoạt động. Rồi, ok.
Ok, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem cái vậy chắc là ổn rồi đấy. Ok, bắt đầu ổn rồi. Ổn. Kỳ vậy ta. Vậy cái này có cho để xíu em sửa rồi em gửi lại sau nha thầy. Em giải thích cái bước tiếp theo cho nó nhanh. Thì ở trong này chỉ việc là vẽ cái hình đó thôi. Và sau đó save lại. Thì save theo tương ứng với cái iteration, tức là nó chạy từ 1 cho tới 100. Thì lưu ra thì sẽ ở trong cái folder gọi là âm vọng này. Sau khi lưu xong rồi thì sử dụng cái magic này. Thì đầu tiên là mình chỉ cần cung cấp là cái file thôi, tức là cái folder. Sau đó nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái file ảnh có trong chỗ này. Sau khi có cái file ảnh rồi thì mình sẽ đọc cái file xong rồi bắt đầu mình sẽ cho những cái file này lại và cuối cùng mình sẽ làm cái image animation này. Tuy nhiên nó sẽ bị có một cái vấn đề là em làm nó không có được, em không biết nó bị lỗi chỗ nào, cho nên là em save nó không được. Thì ở đây chạy đắp thì nó báo như thế này, tức là viết ra không có cái frame nữa. Em có chỉnh sửa cái số frame này nhưng mà nó không ăn, cho nên là em cũng chưa có làm được. Thì sau đó mới sử dụng những cái ảnh đó, em mới làm một cái tool trên Khoan máy. khoan khoan, em thử coi coi là cái image clip của em á, em clip được bao nhiêu file? Cái dòng số 52 em coi cái biến của nó là bao nhiêu? Này có Của em là một cái zip table mà, nó đâu phải cái image đâu. Em thử coi lại cái EMGS đó, nó đọc của nó ra có đúng cái file mà em muốn tìm hay không. Thứ nhất thì là em học đúng thứ tự của nó, em làm nó nhảy tùm lum mất em. Cái này của em là không ok. nó bị nhảy thứ hai là sao thầy? Tại vì ở đây em đọc nó vào á, nó chẳng hạn như giờ mình cái iteration của mình số 1 thì mình phải số tốt số 2 chứ đúng không? Cái này 52 tới 53 không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có mấy cái nó nhảy á, nó không đúng thứ tự của nó. Ví dụ 10, em coi số 10 với Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hình như là nó bị lỗi ở chỗ là ví dụ như cái số 7 nè thì nó sẽ nhưng mà có cái này cái nó cũng không phải là lỗi chính của nó em, nhưng mà ít nhất là nó cũng em đọc nó cũng vô rồi đó, nhưng mà không biết làm sao á. Có nghĩa là cái đó là hai có hai hình trong một giây đó, cái FPS Dạ là đúng có rồi. hai hình trong một Thì giây đó. frame per second thì đúng. Thì ở đây của em quá trời hình luôn thì bảo đảm nó phải được chứ tại sao nó không được, tôi không hiểu. Đây, thì nó báo như cái này thì em có chỉnh sửa vô trong cái này thì nó nằm cái đó kêu cái gì ta, cái có một cái lỗi thì nó báo là nó nằm ở trong cái mình thì em có chỉnh lại theo ở trên cái đó cái này chỉnh lại cái bộ nhớ mà tối đa cho phép á, nhưng mà chỉnh rồi thì nó vẫn không được thì em Vậy có thì xài làm đỡ một cái ít, tool. bây giờ em làm ít lại với tôi thử coi nó làm sao ha. Tôi làm chỉ có 10 cái thôi là thường đó, đó ha, em làm thử lại đi. Dạ Rồi để thì tôi em xem làm tiếp tục ha. thì cái này là cái em làm nhưng mà em làm không được cho nên em mới gọi là sử dụng cái cách nó hơi dở chút xíu, làm gom hết mấy cái hình mà em vẽ đây nè, xong rồi cái em quăng lên trên một cái tool online để cho nó vẽ từ cái animation, cho nên thành ra em gửi ở trong cái Sky của mình. Nó nằm ở đây thì nó cũng ra được như vậy. Thì chỉ Rồi. làm vậy thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn Giang. Rồi, thì
tôi lặp lại ha, tôi biết được là có mấy người đã hiểu rồi bài trước, mà tôi lặp lại tôi sợ có nhiều người không hiểu á cái ý nghĩa của cái calculus là như thế nào, bởi tôi cũng lặp lại ha. Thì cái hàm của mình á là mình muốn một cái đường thẳng đúng không, mình muốn một cái đường thẳng IH này á, IH này, IH này là một cái đường thẳng mà mình sẽ estimate nó đúng không? Mình không biết đó, mình biết nó bằng mx cộng c đó, x là cái giá trị của mình cho đúng không đó, còn cái IH này là cái mình không biết nữa đúng không, mình chỉ có x mà mình estimate cái IH này đó, cái m mình cũng không biết, cái c mình cũng không biết là cái mà mình cần tìm ha. Rồi bây giờ cái error theo cái hình này trên đây nè, cái error ha, cái error sorry để lấy cái hình này xuống. Rồi cái error của mình á thì mình bằng cái y hat trừ cho y đúng không, y hat là cái y mà trên cái nằm ở trên cái đường thẳng này nè, mình không biết nó nằm ở đâu hết á à, nhưng mà mình muốn tính nó thì mình lấy cái y hat trừ cho cái y là cái mình biết nè, là một nè, là hai nè, là hai nè, là cái mình biết đúng không, còn cái y hat là cái đường thẳng mình muốn tìm mình không biết đúng không, lấy y hat trừ cho y là mình ra cái error đúng không, cái error này thì bằng là mx cộng c đúng không, tại y hat thì bằng cái đống này nè, mx cộng c mình không biết đúng không, nhưng mà mình muốn tìm cái m với c để mình mới tính ra cái y hat được, phải không, tới đây được không Kim Cương? Kim Cương ơi, Dạ, bạn Kim Cương mới nói là bạn có công việc ra xíu và bạn nó vô liền đó thầy. tới đây mình được không Minh? Minh ơi, trời mấy người đại học mà lạ lùng quá ha, đâu có ai ép đâu mọi người, tôi cũng nãy nói rồi đó, rảnh thì lên học không rảnh thì thôi, chưa Hay là gì? Vậy là cái chỗ nó bị dư cái bình phương phải không thầy? Lúc này là chưa bình phương. à, để tôi đánh cái bình phương vào, sorry. Không, ý em là cái error lúc đó là nó chưa bình phương thầy, xuống tới hàng dưới nó mới bình phương lên thầy. Thành ra là nó bị dư chứ nó bị thiếu. Không, cái error thì tại vì mình cẩn thận mình để error bình phương, nhưng thực chất là sum of square thì nói cái error đó thì dĩ nhiên nó phải có ở trong chẵn cái tên của nó vậy rồi, nhưng mình cẩn thận thì mình để vào còn không không sao, cái danh từ error nó đã là error của sum of square rồi đúng không, nó đã chứa cái hàm ý trong chẵn rồi, nhưng mình cẩn thận thì mình cứ để vào ha, đã cho nó consistent rồi. Thì cái này á, cái IH này là mình thế nguyên cái đống trên đây nè đúng không, mình đem xuống dưới đây mình để là mx cộng c trừ y tất cả mình lên. Như vậy thì theo như cái sum of square mà mình thường ngày mình tính đúng không, thì cái này là cho một điểm đúng không, chữ x này là x a đúng không, y này là y a đó, x này là x b thì y này là y b đúng không, nó sẽ cho 3 điểm ở đây, thì đây mình có 3 điểm a b c đó. Rồi bây giờ mình mới thế vô điểm a là điểm gì đúng không, a là x là bằng mấy đúng không, x bằng 1, y bằng 1 nè, thế vô nè, ở đây x bằng 1, này bằng 1, này bằng 1 nè đúng không, sorry mọi người nhá, này không phải số 2 đâu mà là bình phương đó mọi người. Rồi như vậy là bữa trước tuần thứ tư tuần trước là nhờ Giang khai triển ra đúng không, xong xuôi mình được cái này đó, rồi mình tính đạo hàm đúng không của e bình phương trên cái dm đúng không, theo cái m, tại đây mình có hai biến lận đúng không, biến m với biến c, bởi vì mình phải lấy đạo hàm
đạo hàm riêng theo M và đạo hàm riêng theo C, thì mình có được hai cái này. Ok không? Thì cái gradient descent mọi người cũng biết rồi, công thức của gradient descent là gì? Là cái M thì bằng M đúng không? Trừ cho cái ray nhân cho cái đạo hàm của nó, đúng không? Ở đây thì tôi để vô để tôi đánh đầy đủ lại. Rồi, cái gradient descent của mình á, thì mình nhớ công thức của mình đúng không? M thì bằng là M trừ cho cái ray nhân cho cái đạo hàm là cái đống này nè, đúng không? Và cái C thì bằng C trừ cho cái ray nhân cho cái này, đúng không? Thì để mà làm được cái này á, thì mình phải có M, có C, đúng không? Đó, thì cái M với C mình cho initialize nó 1, 1, mình cũng quen làm chuyện này rồi, đúng không? Còn cái ray nó mình cho 0.01 hay là 0.001 hay là 0.05 hay là bao nhiêu đó tùy mình, đúng không? Đó. Và cái n là cái số lần mà iteration cái epoch của mình bằng bao nhiêu. Đúng không? Thì cái này là cái cách mà làm đó. Thì tôi chỉ expecting mọi người làm được cái mức độ này là đã mừng rồi. Đúng không? Thì cái này là bữa trước là y hiểu là cách hiểu của một cái người làm calculus là như vậy. Và ở đây thì mình áp dụng cái gradient descent vô trong cái cách hiểu này, đúng không? À, thì đây là tôi đưa cái script cho mọi người đó. Thì đây sau khi tôi làm á, thì tôi tìm được. Dĩ nhiên là ở đây tôi cho cái n nó bự lắm mọi người. À, đó. Chứ không phải là chỉ có mấy cái đâu. Nếu mà mọi người nhìn vô trong cái script của tôi á, thì tôi cho cái n của nó, tôi cho nó là 1 rồi 10 rồi 100 rồi 1.000 rồi 10.000 rồi 100.000 cho nó nhảy lên vậy đó. Chứ nếu không nó sẽ có nhiều điểm mà nó lâu chạy tới khi mà mình đạt được cái điểm cái đường màu đỏ này nè là cái đường mà tôi sử dụng cái LM á, trong R để tính ra được. À, đó thì tính ra được là cái đường màu đỏ này. Đó. Còn nếu không mọi người có thể sử dụng linear algebra để mình tính được đúng không? Đó. Mình lấy cái tính cái pseudo invert đúng không, cái a nhân cho at đúng không, đó mũ trừ một rồi nhân cho b chia cho a ví dụ vậy đó, thì mình có cái đó mình thế vô mình tính mình cũng ra được cái này đó mọi người. À, đó còn cái đường màu xanh này nè đó là cái đường mà mình chạy gradient descent đó, thí dụ như nó nằm ở xa vậy nè, chạy lần thứ nhất thì nó nằm ở xa vậy đúng không, dần 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 mình optimize mình sẽ được một cái đường nằm overlap với cái đường màu đỏ này. À, thì cái này là mình học cái bài visualization, thì đây là một cái bài để mình visualization tốt đúng không? Đó. Mọi người cũng thấy rồi đúng không? Có 3 điểm A, B, C thì cái đường mà mình muốn á, mình estimate là đường màu đỏ mà mình không biết. Đúng không? Mình không biết. Đó, bây giờ mình không biết thì phải làm sao? Thì mình giả dụ, đúng không? Mình giả dụ là mình có cái M với C là bằng 1 1, đúng không? Rồi xong xuôi mình cho nó optimize nó dựa trên cái đạo hàm, cứ trừ đi cái đạo hàm nhân cái ray của nó là được, thì mình sẽ được cái đường cuối cùng là nằm ở đây ha. Rồi bây giờ có ai giúp cho tôi chạy cái code của tôi không? Hoàng, em chạy code của tôi được không em? Dạ được thầy, thầy gửi em chạy thử lên thầy. Tôi gửi rồi đó. À dạ rồi. Xuống em sẽ Em chạy từng dòng trong cái đó để em giải thích cho mọi người, giúp tôi đi ha, được không em? dạ Ừ. yeah.
Tôi không phải tôi nói gian là không được nha em, ở đây thì tôi biết được nhiều người đó, không có làm được mà không có hỏi, kỳ vậy đó mọi người đó, không hỏi đó, bởi vì là tôi phải làm vậy đó mới mới được mọi người. Em cho nó bự lên đi em, cái chữ em rồi mọi người nhìn vô cái hàng số 12 với 13 nè, nó y như là cái dòng số 8 với số 9 mình derive được trong cái bài lý thuyết của mình. là cái đạo hàm của cái M theo M cho là theo cái C. Em sẽ cho Thì nó chỉ có công thức mọi người cũng thấy rồi đó, cái hàm như vậy thì mọi người thấy thì sao, thấy 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 có hiểu được không? Tại sao M tôi cho bằng 1 và C tôi cho bằng 1? Mọi người biết là cái ray là những cái hàng số này là mình phải tự cho, đúng không? M mình cho bằng 1, C mình cho bằng 1. Mọi người có thể cho bằng mấy cũng được, nhưng mà tôi cho bằng 1, được không? Đó. Cái ray tôi cũng cho 0.01 và cái N tôi cho 100. Đó gì đó. Thì đây mọi người muốn cho bao nhiêu thì cho. Ha? Tôi thì tôi cho mấy cái số này để tôi dễ tính thôi, chứ không có phải là gì hết. Ok không? Vậy nhìn cái hàm vậy chỗ này là được chưa? Em copy hết luôn đi em. Tại cái hàm gradient descent của nó là cái dấu ngoặc của nó là ở cái dòng, em chỉ copy tới dòng for thôi, nó phải return là cái gì đó chứ. Nó sẽ return cho mình hai cái giá trị là m với c và nó sẽ làm tròn. À. Xong rồi bây giờ em thử coi là trong cái bài của mình tính đó thì mình rồi em chạy tiếp đi em chạy tiếp đi, nhạc em hay lắm rồi, em không cần phải gần lại để nghe đâu, tụi tôi cũng nghe cũng hay rồi, em cứ chạy tiếp đi. Tiếp Thì bây theo giờ là mình cho cái sequence của mình đúng không? Mình thử cho chạy từ 1 cho tới 100 đúng không? Nhưng mà nhảy cái bước nhảy đó 5 lần đúng không? Nhưng giờ từ 1 lên 2 lên 3 thì nó lâu quá đúng không? Tôi cho nó bước nhảy lên lên 5 lần vậy đó. Em giờ trong tôi nhét nó vô trong cái list đúng không? Đó. Thì tôi làm đơn giản vậy, chứ không có làm gì phức tạp, nó cứ chạy rồi nhét cái list. Rồi, thì mọi người thấy nè, nếu mà cái y của tôi bằng 1 á thì cái m của tôi là 0.96 đúng không? Và cái c của tôi cũng 0.98 mấy đó ha. Nhưng mà khi mà cái y của tôi, cái iteration của tôi là 96 á thì nó là 0.334 mấy đó, và cái c nó là 0.779 đó. Nhưng mà cái giá trị thật của mình á thì nó là đâu phải vậy đâu, đúng không? Giá trị thật của mình nó là cái M nó 0.357 đó, còn cái C của nó 0.74, thì cái này nó gần tới chứ nó chưa có tới nữa. Nếu mà tôi chọn cho cái iteration nó chỉ có 96 đúng không, nhưng mà thôi kệ, mình chưa tới thì có nghĩa là mình chưa optimize tốt cái epoch của mình đúng không, mình phải tăng nó lên. Rồi như vậy em copy tiếp cái dòng 25 cho tới vẽ cái hình ra đi đó. Bây giờ nó có error chậm kìa. Nó có một cái error ở đây. Cái dòng đó em có chạy thử nó bị lỗi ở cái chỗ for rồi AB line á thầy. Thì em copy của cái đoạn dưới dán lên thì xài được. Không, Kiểu bây chỗ giờ này. thật chất ra nó là bây giờ em thử đánh vô enter, đánh vô chữ y rồi em bỏ cái dòng đó đi, em bỏ cái dòng đó đi, em đánh vô chữ y enter
Y dài hả thầy? Y ngắn. Là 0,962. Ok. Vậy em thử cho tôi coi thử cái LMC của nó cái gì em chồng. LMC. Đó là hai cái cột của mình là M và C. Ok, quý vị đó. Tôi for y ở trong cái LMC. Bây giờ em sửa lại là for y ở trong cái dim của nó đi em, cái dim của nó, LMC dim. Cái dòng số 37 á, cái dòng số 37. Dim. Dim. Mở ngoặc ra. Mở ngoặc lại. Dim tôi lấy cái dimension 1. À 1 dạ. Dimension 1. Rồi. Xong xuôi bây giờ là cái y của mình thứ mấy đúng không? Như vậy là em thay chữ A bằng A bằng A. Bỏ chữ y đi, thay bằng chữ LMC. Rồi. Xong xuôi rồi em cho cái phẩy mở ngoặc vuông ra y phẩy. Cái này là A là nó là C á, y phẩy mở ngoặc kép ra C. Rồi, còn cái B thì giống như vậy gì đó, nhưng mà chữa chữ C sửa chữ C bằng chữ M. Copy nó qua đi, y cái L M C qua đi. Nó cũng y giống như bên đây gì đó, ừ nó chỉ khác bằng thay chữ đó bằng chữ M. Rồi, chạy lại đi. Em copy từ cái dòng 27 á, 27 thôi, 27 xuống tới 39. Nó chuẩn bị cái error. Ủa vậy em thử thử copy cái chữ L M C Y phẩy. Cái nó ra bao nhiêu em? Đúng rồi mà ta. Rồi em chữ copy cái chữ M qua coi nó ra bao nhiêu. Cái này nó L. À thiếu chữ L. Để em từ 27 em copy. Dạ được rồi thầy. Dạ. Ủa xem ra có một đường gì ta? Có một cái đường, nó có một cái đường đỏ, một cái đường đứt khúc nữa thầy. Ờ, ai... có nghĩa là một đường màu đứt khúc thôi, chắc có chiều đường lắm em. Ở trong đây em làm tới nhảy 5 lên, đến từ 1 cho tới 100 em nhảy 5 lần lên mà. Nó có bao nhiêu đó đường vậy mà. À ở đây không 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 đúng rồi. Cái dim của nó là tại vì ở ngoài cái con số của nó là 96 91 89 đó. Em lấy cái này thay gì thì mình lấy cái row name của nó đi. Em đánh nó bên ngoài đi, em khoan sửa, em đánh cái bên ngoài row name của cái LMC. Như vậy thì em sửa là y in cái row name của nó. Không lấy cái... Rồi em sửa là cái 11 nó đi, bỏ cái 11 đó. Rồi, đi chạy lại coi. Rồi, nhưng mà nó chưa có đúng đó mọi người, có nghĩa là nó chưa có trùng vô trong cái màu đỏ của mình, đúng không? Tại vì cái số này tôi cho có
100 thôi, đúng không? Mọi người cũng thấy là nó chạy dần 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 tới, nhưng mà nó chưa có tới được, đúng không? Mình phải tăng cái epoch lên ha. Rồi, tới đây thì có ai không hiểu không? Tôi hỏi lại một lần nữa ha. Tới đây có ai không hiểu không? Lần thứ hai. Thầy, cái đường của thầy màu đỏ là cái đường cuối đó, đúng không thầy? Đúng rồi, cái đường màu đỏ là cái đường tới cuối cùng á. Cái này là tôi dựa trên kết quả mình tính tay đó mọi người ha. Bây giờ em tắt cái này đi, nếu mà bây giờ mà mình tính tay mình không yên tâm á thì là mình tính tay bữa trước á, là tôi nhớ nó là 0.357 nè, với lại 0.714, đúng không? Là cái đường mình tính tay là cái dòng số 36 đó. Còn bây giờ nếu mà mọi người không tin á thì bây giờ em thử làm đi, em đánh với em L, em M mở ngoặc ra, Y ngã, X đóng ngoặc lại. Em thấy nó kiểu cái đường màu xanh nó chưa có chập vô, cho nên nghĩ là nó được thì mình làm cái hàm luôn, còn không mình lấy cái điểm cuối cùng mà mình ra conversion. Nè, cái này nè là 07143 nè, đúng không? Là cái intercept của mình đó, là cái C đó, là giống như, đúng không? Mình lấy có ba chữ số là 0714, với lại là cái x của nó là cái b của mình đó, là đó là cái m của mình đó, là nó là 03571, đúng không? Đó, như mình lấy có ba chữ số là 0357 đó, thì cái màu đỏ là cái đường mà nó phải tới đó mọi người. À, cái đường màu đỏ này nó phải tới, nhưng mà nó tới, Dạ đúng không? dạ Rồi, cảm thấy nó không có được nhập cái khúc phần dưới cho lắm, cho nên thấy hơi lạ. Dạ không có gì hết. rồi. Thầy, ví dụ như mà mình muốn cho nó tới luôn, mình thử là mình chỉ cần thay đổi gray n với lại mic là nên nhiều trường hợp thì nó sẽ tới cái đường của mình, đúng không thầy? Đúng rồi, thí dụ như giờ em tăng lên 0.1 coi, không chừng nó tới nhanh đó. Nhưng mà nếu mà nó bự quá thì nó không tới nhanh, mà nó kiểu nó cứ dằn đi dằn lại, quá nó overshoot đó. Hay là mình chạy từ cái nâng n lên 1.000, Đúng rồi. Em thử đi, em thử đi. em sẽ hết một lần. Nhưng mà khoan khoan khoan, em nâng lên n chỗ đó, nhưng mà cái hàm của em bỏ vô cũng giống như không, mà em nâng cái chỗ dòng số 99 đó. Em nâng 1.000 cái số dòng 99 đó. Mà bay mình cũng bằng năm luôn á thầy, hay là bay mình giảm xuống? Không, nó lên chứ em, tăng nó lên thành Mừng nữa thầy. thôi 100 đi, 10 em không thấy đâu, lắc nó nhiều lắm. Em chỉ hết luôn. Gần tới rồi đó. Vậy em cho nó 5.000 đi. Em phải tới. Ông đừng có sửa đâu ông ơi, ông không có hiểu gì hết á, ông học lập trình ông không hiểu gì hết á. Rồi chạy đi. Nó gần, nó tới luôn này, nó Nó tới luôn. tới luôn rồi đó, nó tới luôn rồi đó. Giờ được chưa ha? Ok không? Được không mọi người? Giống của tôi là tôi cho dữ dội lắm mọi người, tôi cho 5.000 hay 10.000 đó mới tới đó. Rồi, ở đây không hỏi gì hết, thì một lát tới tôi hỏi ấy, mà trả lời không được thì tôi chửi, thì đừng có khóc nha, tôi nói trước rồi đó. À, con gái con trai gì tôi không có nể nang gì hết nha, tôi nói thiệt đó. Rồi, tiếp tục. Vậy là em dừng xe hết thầy. Rồi, tôi share rồi em, cảm ơn em. Rồi, bây giờ hồi nãy á, là mình làm á, mọi người thấy là mình làm ở đây á, là mình làm rất là thủ công, đúng không? Bây giờ tôi hỏi mọi người, đây mình có 3 điểm thì mình còn lấy đạo hàm, lấy cái này trừ cái này, rồi lấy bình phương nó lên, rồi lấy đạo hàm nó. Ủa, rồi mình khai triển cái bình phương ra, đúng không? Đó, rồi mình lấy đạo hàm nó. Mọi người thấy mấy bước đây nè. Giờ tôi nói tôi có 5 điểm, mọi người cũng còn làm được, đúng không? Giờ tôi cứ nói có 100 điểm mọi người lấy bằng cách nào? Tôi nói có 1.000 điểm mà data của mình mọi người biết rồi, đúng không? Chẳng hạn như cái bài mà Covid á, thì mình cũng có cả trăm sample, chứ đâu có phải có nghĩa là mình có cả trăm điểm đó mọi người. Mỗi một điểm là một sample đó, đúng không? Giờ có 100 điểm thì ai mà ngồi khai triển bình phương ra 100 cái bình phương giống vậy rồi tóm nó lại rồi được cái này thì sao được, phải không?
đúng không? Như vậy cái cách này là do tôi cho mọi người làm bài tập để mình hiểu cái vấn đề, đúng không? Đó, chứ đâu có ai mà làm kiểu này được, phải không? Tới đây thấy cái vấn đề nó lòi ra chưa? Hay là cần phải tôi phải cho thử, làm thử 10 điểm đi rồi xong xuôi mới lòi ra vấn đề. Tới đây thấy vấn đề không? Để thấy là vấn đề này nó kiểu tính toán phức tạp. Rồi, thì mình thấy được cái vấn đề thì bây giờ mình phải suy nghĩ cách giải quyết, đúng không? Đó, cho cái gradient descent của mình đó mà mình có nhiều hơn mấy cái điểm này, đúng không? Đó, bởi vậy là mình phải nghĩ tới cái dạng là cái dạng vector form. À, thì bây giờ mình đã học cái dạng vector rồi, đúng không? Là cái này là cái vector của mình nè, là một cái vector nè, cái này cũng là một cái vector nè, cái này là một cái ma trận, đúng không? Mà ma trận thật trong chất thì trong ma trận này nó có hai cái vector cột rồi, đúng không? Đó, nó có ba cái vector hàng nè. Mình đã học cách cách hết trơn rồi chứ, phải không? Bây giờ mình phải nghĩ cách lập trình mà R với lại Python đó, cái pandas đó, của trong R hay là cái NumPy trong R đó, hoặc là ai mà học MATLAB, Octal á thì dùng để lập trình cho vector. Đó. Ha, mình nâng cái hiểu của mình lên một cái level. Ha, tôi gọi cái level level 2 là cái level vector form. À, cái dạng vector mình không làm cho từng cái điểm nó từng cái sample nó mà mình dồn lại hết luôn ha, thì nó cũng y giống vậy thôi, đúng không? Cái error của mình cũng bằng cái ih trừ cho y bình phương lên nè, thì mình cũng thế, cái ih là bằng m nhân x cộng c trừ cho y nè bình phương lên, đúng không? Rồi bây giờ mình coi nguyên cái x này nè, nó sẽ chứa ba cái điểm, đúng không? Nó sẽ chứa cái vector x này nè, nó sẽ chứa ba điểm này, là vector cột đứng này nè, 1 3 4. À, nó là một cái vector x là nằm đây nè. Đó, 1, 3, 4 nó là cái vector đứng như nè. Còn cái y nó là cái vector 1, 2, 2 nè. Y là cái vector 1, 2, 2 nè. Mình không có khai triển nó ra, mà mình giữ nó luôn dưới cái dạng vector luôn. Như vậy là m nhân cho vector x là 1, 3, 4. Cộng cho c trừ cho cái vector y là 1, 2, 2. Mọi người đã học vector hết trơn rồi, đúng không? Cộng trừ vector hết trơn rồi. Cộng trừ nhân vector hết trơn rồi. Đúng không? Rồi bây giờ mình có cái vector, đúng không? Đó, và mình lấy đạo hàm của nó. Bây giờ mình lấy đạo hàm theo m và mình lấy đạo hàm theo c. Đúng không? Đó, có vector thì lấy đạo hàm theo m, lấy hàm theo c. Có nghĩa là cái biến chỗ này á, có chỉ m thôi. Đó, thì bây giờ đạo hàm của cái này thì bằng gì? Đúng không? Thì bình phương của cái này lên, đúng không? Đạo hàm của nó thì đem số 2 để xuống dưới đây. Đúng không? Số 2 nhân cho, đúng không? Ở trong của một cái x mình coi nó là một cái biến lớn, đúng không? Mình coi nó là cái biến lớn, kệ nó là một cái biến m bự, đúng không? Nó chứa nguyên cái đống này nè. Đó. Rồi xong xuôi rồi mình học nhớ không? Cái này đạo hàm của hàm hợp, đúng không? Xong rồi mình phải lấy đạo hàm của cái đứa mà ở trong của cái biến lớn này, đúng không? Những cái này nó không có m bởi nó bằng không, cái này cũng bằng không luôn, đúng không? Còn cái này nó có m bởi vì mình còn là nhân với x. Tới đây hiểu tại sao có con x này không? Ok không? Tới đây được không? Dạ được. Rồi. Để bây giờ mình làm tiếp cho con C, lấy đạo hàm theo C. Đúng không? Thì ở đây con 2 cũng đem xuống nguyên cái đống này là nguyên cái C bự nè. Thì giữ nguyên C bự. Bây giờ mình lại lấy đạo hàm của cái phía trong của cái C này. Đúng không? Đó. Phía trong của con C bự này thì cái này không có C thì bằng 0. Cái này có C nhưng mà đằng trước C là không có gì hết. Có nghĩa là bằng 1. Đúng không? Mình nhân cho 1 đây. Còn chữ này không có gì hết, vậy mình nhân cho 1 là chính là đống này đây. Đúng không? Vậy cái này x này đó, nó là một cái vector 1 3 4 nè. Đúng không? Còn cái c này là vector là 1 1 1 nè. Đúng không? Đó. Rồi xong xuôi rồi á, là cái y này là vector 1 2 2 nè. Đúng không? Đó. Rồi, bây giờ mình có cái này rồi đúng không? Mình có d, giờ mình lập trình thôi à, chứ đâu có làm gì đâu. Tại vì mình cần cái đạo hàm của nó thì cái này đạo hàm viết theo dạng vector nè. Đúng không? Cái này cũng đạo hàm với dạng vector nè. Đúng không? Cái C này thì mình cho nó bằng 1 trước. À, cái M mình cho bằng 1 luôn. M bằng 1, C bằng 1. Y mình có ở trong đây nè. Y là cái đống này nè. Còn X là cái đống này nè. Ok không? Được không? Rồi bây giờ ai lập trình cho tôi đi? Ai lập trình với cái dạng vector hồi nãy là mình khai triển ra đúng không? Đó, bây giờ mình không khai triển gì hết. Mình dựa trên cái này mình điền nó vào thôi. Đó. Thì ai giúp tôi làm phần bài số 2 với dạng vector form đi. Đã hiểu phần toán rồi, giờ chuyển sang
chỉ copy bỏ nó vô thì không được, nó là không xong đâu ha, kỳ lắm luôn ha. Trường em được không trường? Em ổn không em? Không ở chỗ này, em nắm lại nắm xíu. Em học ổn đúng không? Ok, rồi. Xuân em ổn không em? Em làm được không em? Để được thầy, để em Rồi, làm. thử đi em. Dạ. Alo. Thấy tại em làm đi em. Dạ. Thầy cho em xin cái điểm hiện này em bên 1 4. À, 1 3 4 em. Ủa khoan khoan khoan, em cần sử dụng cái matrix đó hả? Để tôi copy cho qua cho em. Cái x là 1 3 4 đó. Em chờ tôi tí nha. À, em gửi qua luôn rồi đó anh Sơn. Xuân em chứ không phải Sơn đâu, em Sơn À, là anh Sơn Sùng. ấy Xuân. Dạ. Dạ. Người miền Tây dễ thương quá ha, ha Giang á thầy chứ không phải Giang thầy ơi. Giang Dạ con cá rô bỏ heo gỗ kêu gọt bồn á. em nên lấy theo từng điểm chứ nhỉ. Đúng rồi, C sẽ là X sẽ là 1 3 4 và y sẽ là 1 2. 1 2 2 á. Ok. Được rồi. Thì cái DM của mình sẽ bằng anh muốn làm cái data frame đúng không? giống như cái hồi nãy thầy show. À, data chấm frame rồi xong rồi a phẩy a c phẩy x phẩy x y phẩy y. Bây giờ mình phải tính cái DM với lại DC ở lộn, đúng rồi Đúng không? đem. Mình phải tính DM với DC. Nhưng mà thực chất ra là mình có công thức DM với DC với em. Là mình có M bằng M trừ cho ray nhân cho cái DM đúng không? Mình làm luôn nó luôn đi em. Đúng không? Dạ là sao em chưa. Ủa cái đó là Cái này là cái tính cái DM đúng không thầy? Tính ok cái DM. đúng rồi, cái đó tính cái DM đó đúng rồi. Làm Nhưng tính bạn theo cái giờ mình đâu chỉ có cần cần cái DM ở đâu đúng không, mình tính theo cái công thức của gradient descent đó. M thì bằng là M trừ cho ray nhân cho cái DM đó đúng không, chứ mình đâu có cần cái DM đó. Cái DM đó tôi tính rồi, em tính lại chi đó không. vậy là giống của
bạn ấy đúng không này? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà em phải hình dung lại là thầy đang hỏi là mình phải viết cái gradient descent mà dùng cái vector thay vì dùng từng điểm hay sao thầy? đúng Em rồi, đúng rồi, đúng rồi. yeah. Bây giờ á, mình có x chỉ có y đúng không? Thì hồi lúc trước á, cái bài ở trên á, thì mình không cần có x có y gì hết đúng không? Mọi người coi lại để tôi share lại ha, để cho mọi người xem là có đủ to không, mọi người có cần tôi phải to thêm cái phông chữ á. Dạ đủ rồi thầy, to lắm rồi. Mọi người nhìn đây là thấy cái hàm này đúng không? Cái hàm này là cái hàm mà Giang với lại mọi người biến đổi bữa trước á. Thì khi mà nhập vô trong đây á, thì input nó không có x, không có y vậy đó. Tại vì sao? Tại vì x, y mình đã thế vô trong đấy hết trơn rồi, giờ mình biến đổi mình mới ra được cái này. Đúng không? Cái gradient descent, cái đống này hồi nãy Hoàng mới vừa chạy á, là mình không cần x, y gì hết, mình đã biến đổi bằng tay hết trơn rồi. Đó. Nhưng mà cái biến đổi bằng tay nó không có hiệu quả. Đó. Bởi vậy là bây giờ mình phải làm cái cách khác thôi, đúng không? Cái cách mà ở đây mình biến đổi bằng tay bằng ba, có ba cái thì mình biến đổi được chứ, giờ có 3 điểm thì biến đổi được chứ, giờ 5 điểm hoặc 10 điểm hoặc 100 điểm đúng không, thì khó lòng nào mà biến đổi được đó. Bởi vậy là sao? Bởi vậy là bây giờ mình phải làm cách là không phải biến đổi bằng tay được. Thí dụ như bây giờ tôi cho A đúng không, tôi có A là một cái ma trận đó, cái ma trận ở đây cái này là x nè, mọi người thấy không, 1 3 4 là x nè, còn cái 1 1 1 này nó là C đúng không? Đó thì thôi kệ nó đi. Bây giờ mình cần á, trong cái hàm này đúng không, hai cái này đằng này á, cái trong nguyên cái hàm này nè đó, thì mình cái m lúc nào mình cũng cho nó ngẫu nhiên đúng không, mình cho nó bằng một, cái ray mình cho nó là 0.01 rồi. Bây giờ mình chỉ quan tâm tới cái phía trong của nó đúng không, cái mình cần á, cái này là gì, là cái đạo hàm của mình đó, có không, là cái đạo hàm của mình đó, nó là gì, là hai lần nè nhân cho m nè đúng không, đó rồi nhân cho cái cột x nè 1 3 4 nè đúng không, và cộng cho c, c là mình lấy nó bằng một nè, m bằng một, c bằng một nè đúng không, rồi trừ cho y, y của mình ở đây á, là 1 2 2 nè, nó cũng là vector cột nè đúng không, rồi mình nhân cho cái lấy đạo hàm thêm m thì cái này của nó phải giữ lại, thì nhân cho a một cột một là cột x đó, được không, ok không, còn cái c cũng tương tự giống vậy thôi đó, được không? Đó. Giờ tôi thử chạy cho mọi người xem cái này của tôi nè. Ra là 0.357 nè, là cái m nè, là trúng ở gì, đúng không? Còn cái c là 0.741 nè. Đó, mà tôi cho chạy cái 1 cho tới n ở đây. Tôi lấy cái cuối cùng, n ở đây của tôi là 10.000, nó mới ra cuối cùng, tôi chỉ in cái cuối cùng nha mọi người, chứ tôi không có in cái chính giữa. Thì l m nè đúng không, tôi có y rồi tôi giấu ngã, ở đây tôi không có x nhưng mà tôi có cái a một đúng không, a của cột một nó x đó, nghĩ ra nè cái intercept là 0.71 mà đúng không, cái này 0.35 nè đó, đúng rồi đó, được chưa, ok không, đâu có gì đâu khó phải không, cái này rõ ràng là tôi làm, tôi đâu có nhập vô cái tính tay gì đâu phải không, mọi người thấy nè, tôi không có tính tay gì đó, tôi nhảy vô cái là tôi cứ thế đạo hàm của nó dưới cái dạng vector vào là nó được thôi, ok không, được không Xuân? Em hình dung được rồi thầy. Dạ. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi, mọi người thấy có ổn không? Tới đây có ổn không? Là mình tại vì trong cái lập trình ngôn ngữ R là nhớ nha, à, R Python thì có 5 file đó, hoặc là có Pandas. Còn ở trong MATLAB thì chắc chắn là như vậy rồi, hoặc Octal nó là cái dạng free của
MATLAB nó cũng dưới dạng có sẵn cái ma trận, có sẵn vector rồi, mình làm rất là tiện. Ha? Đó, tại sao tôi phải có cái sum ở đây nữa? Tại vì cái này là mình nhân cái này, mọi người nhớ nhớ là mình nhân cái dot rồi đất á, mình nhân nó xong rồi đúng không? Mình nhân cái đống này nè, nhân cái đống này rồi thì mình lấy sum nó lại đúng không? Thì mình mới ra một con số. Chứ mình không lấy sum nó lại thì nó ra một cái vector á. Ha? Đó. Thì nếu mà ra cái vector thì đâu có để làm gì. Nhưng mà mình cần một con số mà m nó là một con số mà. Phải không? Ha? Bởi vậy là mình phải có thêm cái sum này nữa. Ha? Đó. Mỗi bước trước mình học dot đồ đất rồi, mọi người cũng nhớ là mình phải có cái sum ở đó nữa. Ai mà học bài kỹ ở bên linear algebra sẽ thấy là tâm tính cái dot đồ đất nó có cái sum thêm nữa. Ha? Rồi. Như vậy là tới đây thì ổn không? Rồi. Dĩ nhiên là cái này là lúc nào tôi cũng dạy, tôi cũng làm thử trước, mọi người cũng thấy gì đó. Xong khi tôi hiểu rồi, đúng không? Tôi thấy nó ổn rồi, tôi mới bỏ nó vô trong cái function. Đó tôi mới viết được là cái, cũng là cái level 2 luôn nè, nhưng mà cái vector form. Đó, thì cái vector form của tôi là cái radian descent, đúng không? Đó, và tôi phải đây, tôi, cái function này phải nhập vô x, y. Thấy không? Nó khác với lại cái function ở trên đây. Cái function trên đây không có nhập vô x, y mọi người. Tại vì mình đã tính tay, mình nhập vô chỗ này rồi, bản thân mình thế nó vào rồi. Đúng không? Bởi vậy là mình đâu có ECE để nhập vào đâu. Còn dưới đây mình không có thế gì hết à. Không thế gì hết. Đúng không? Nó tự biết thế vào. Đó. Thì mình có ECE ở đây. Có M, có C ở đây. Có N, có R ở đây. Ha? Thì mình thế nó vào. Ha? Tự nó biết thế chỗ nào đó, tìm để nó thế vào. Ok không? Tới đây được không? Tới đây được không? Thì cái này tôi viết là cái hàm cho nó đẹp đẽ, gọn ghẽ thôi, chứ không có nghĩa thực chất ra ở trên đây cũng đủ rồi, đúng không? Nhưng mà tôi viết thành cái hàm ở đây thì nó cũng chỉ có mấy dòng thôi chứ mấy, đâu có làm gì cao siêu đâu. À, chỉ tính ra cái đạo hàm mà tính theo cái dạng vector của nó. À, rồi. Rồi, tới đây được không? Thì tôi chạy nó ra, thí dụ như giờ tôi cho một cái là có 4 điểm đi, thì tôi nó chạy 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm cũng được. À, vì tôi cho mọi người coi là nó chạy 4 điểm nè. Đó. Hồi nãy mình 3 điểm đúng không? Bây giờ tôi nhập thêm một điểm D vào, tôi cũng không thần thế tay gì hết, nó cũng chạy được. Đó mọi người nhìn đi nè, A, B, C, dù tôi cho thêm một điểm D vô nữa. Đó, còn nếu mà ai mà muốn cho điểm M, N, F, G, G gì đó cũng được. Nó tự nó chạy hết trơn à, không cần phải thế vô. Được chưa? Ok không? Hả? Đó. Rồi. Thì đây thì tôi cho nó nhảy theo cái ý muốn của tôi, đúng không? Cái bước nhảy thì mình làm sao để cho cái hình của mình đẹp á, thì cái này là mình phải tự làm thử, đúng không? Và sai. Nếu mà nó thấy mình thấy nó nhiều điểm quá không cần thiết thì nó nhiều cái đường thẳng quá không cần thiết, đúng không? Mình muốn chỉ diễn tả là nó cần vật trình tới khi nào nó cần vật trình. Ví dụ tôi cho này 10.000 thì nó cần vật trình tôi cho 1 2 3 4 5 10. Đó thì nó cái đường của nó sẽ nhảy cho tới đây, nó nhảy rất là dữ. Đúng không? Chỗ này thì nó trùng vô trong cái đường của mình luôn. Ha? Thì đây đó là tôi vẽ được cái đường nó vậy đó. Ok không? Này có mấy dòng mà mọi người có nghĩa là mình cứ vẽ cái hình nó ra đi. Nè đây là cái cách vẽ cái hình nè. Để tôi, mọi người có cần tôi giải thích cái code để vẽ cái hình không? Để làm cái GIF á, để làm cái GIF image á, thì mình phải vẽ rất là nhiều hình. Đó, đó. Mình phải vẽ, thí dụ như đây tôi cần vẽ là một hình nè, hai hình nè, ba hình, bốn hình, năm hình, sáu hình, bảy hình, tám hình, chín hình, mười hình. Tôi vẽ 10 cái hình ở những cái điểm đó đó, nó sẽ có cái đường thẳng tương ứng với lại cái iteration 1, đúng không? Iteration 2 cho tới iteration 10.000. Đó, thì tôi sẽ có những cái đường thẳng đó, đúng không? Như vậy là tôi sẽ sử dụng cái dòng lập for loop nè, đúng không? Mọi người thấy là tôi đây tôi có cái dòng lập for nè. Tôi bỏ cái kết quả của cái M với C, least square của M với C á,
đúng không? Tôi có ra kết quả, tôi cho nó vào trong một cái cho nó vào trong một cái bảng data frame, đúng không? Đó, xong xuôi bắt đầu tôi mới vẽ, tôi cho nó là cái đường thứ nhất tôi sẽ vẽ được cái hình thứ nhất đó, tôi lưu nó lại đó, tôi lưu nó lại với cái dạng hình thứ nhất, và xong xuôi rồi nó nhảy lên hình thứ hai, lên hình thứ ba đó, tôi vẽ hết tất cả 10 hình đó, cái chữ y này tôi lưu lại với cái tên của nó là 10 hình đó nè. Đó, xong xuôi rồi tôi mới sử dụng cái bucket library magic này nè, tôi mới gom 10 cái hình đó lại đó. Nhưng mà nên nhớ là mình đừng có dùng cái list đi như hồi nãy của Giang làm, mà mình dùng cái path này à, có nghĩa là mình biết cái đường dẫn nó nằm ở đâu rồi, và cái tên của nó mình sẽ sắp thứ tự từ 1 đến 10, thì trong đây nó sẽ tạo ra từ 1 đến 10 cho mình. Khi mình tạo cái image nó sẽ theo thứ tự từ 1 đến 10 đó, chứ còn mà làm với mấy gian list ra thì cái error nó list nó không theo thứ tự, mà mình thì mình muốn có thứ tự, đúng không? Tại cái iteration 1 và tới 1 rồi tới 2, chứ không phải là 1 và tới 10 và tới 100 và tới 1000, tại vì nó này nó theo cái alphabet với mọi người đó, nó không có hiểu là con số đâu, nó thứ tự là 1 và tới 100, của 1 và tới 10 tới 100 tới 10.000 tới 100.000 đó. Bởi vì là mình phải chủ động mình làm ha, đó mình phải chủ động mình làm, mình đã đặt tên nó từ 1 đến 10 rồi mà, thì mình chủ động mình đặt tên nó, đúng không? Đó thì mình mới có cái image mình tạo ra, đúng không? Cái này của tôi là 3 điểm rồi. Rồi, cái level 3 của tôi là cái level mà nãy tôi cho mọi người coi là giờ tôi không làm 3 điểm nữa mà tôi làm 4 điểm, đúng không? Tôi thêm vô á là cái level 3, là cái level 2 là dạng vector mà 3 điểm. Có người nói tôi là có khi tôi ăn gian, tôi sử dụng cái kết quả trên tôi đẩy xuống, đúng không? Bởi vậy là để tránh cho người ta nghi ngờ thì bây giờ mình làm thêm một cái level nữa là 4 điểm, ngẫu nhiên thêm một điểm nữa vào ha, thì mình sẽ cũng làm y như vậy rồi, cũng nhập XY vào thôi, cũng lấy y như vậy thôi, giờ cho 4 điểm, thêm điểm D vào nè, đó thêm số 5 đây vào, đúng không? Y nó bằng 3 vào, ví dụ vậy đó, cho 4 điểm vào thì nó cứ chạy thôi, ok không? Được không? Được chưa? Rồi 3 điểm lên 4 điểm rồi ha. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là đôi khi á, bữa trước mình cũng đã học rồi, đúng không? Đó. Dạng vector xong rồi ha, rồi dạng thêm một cái điểm mới vào, mình cũng không cần phải biến đổi gì hết ha, tại vì mình đã có cái công thức đó rồi đó, cái này cũng rồi ha. Đó, mình thêm một điểm vào giữ y nguyên giống như vậy đó, tại vì mình đâu có cần làm tay đâu, bởi cái bước này mình cứ giữ y nguyên nó vào là được đó. Xong rồi bây giờ bước thứ tư là bây giờ mình làm cái multiple linear regression thì như thế nào, đúng không? Có nghĩa là bây giờ tôi có cái ba điểm data point, có ba cái data point đó, nhưng mà tôi có thêm cái biến x1 x2 nữa đó. Sorry, để tôi sửa cái này lại cho nó chính xác. Đúng rồi, bây giờ tôi có M1 nhân X1 cộng M2 nhân X2 cộng C, mà giờ tôi có thêm, tôi có 3 điểm, mà cái form của tôi, cái điểm của tôi á, bây giờ tôi cho là có một cái điểm point nào đó, thì mình có X1 nè, có X2 và có Y. Ví dụ như giờ mình có điểm A là X1 là 1, X2 là 3 và Y thì bằng 1. Điểm B thì X1 bằng 3, X2 bằng 7 và cái Y bằng 2. Và điểm C X1 bằng 4, x2 bằng 5 và cái điểm y bằng 2, cái gì đó, thì tôi sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ làm với dạng ma trận đó. Hồi nãy vector là chỉ có một cái cột đứng thôi, đúng không? Đó, nó có n m hàng gì đó, nhưng mà cái cột của nó chỉ có một thôi, là dạng vector, đúng không? Bây giờ mình nâng thêm một bước nữa là mình dưới dạng ma trận. Tới đây hình dung ra được không? Tới đây được không? Tới đây hiểu cái vấn đề chưa? Có hiểu cái vấn đề chưa?
Tôi sợ có mấy người nghe không kịp, không hiểu tôi đang nói gì luôn. Rồi, bây giờ hiểu không hiểu gì đó thì cứ thế vô công thức đi. Thế vô công thức này nè. Ví dụ giờ tôi có cái điểm A, tôi thế vô IA. Đúng không? IA bằng M1 nhân cho X1A cộng cho M2 nhân cho X2A cộng cho C. Đúng không? X1A ở đây bằng 1, bởi vì là tôi còn M1. Đã. M2 X2A ở đây, đúng không? X2A bằng 3, tôi thế vô là 3 nhân M2 cộng cho C. Đó. Và tôi làm cho tới ba được ba cái phương trình tới đây. Tới đây được không? Tới đây được không Kim Cương? Dạ được thầy. Rồi. Xong rồi bây giờ tôi viết dưới dạng ma trận á thì y ở đây đúng không? Đó, tôi cũng bằng a nhân cho m. Được không? Nào. Bây giờ m của tôi nó là cái gì? Em nói tôi nghe được không Kim Cương? A của tôi là cái gì, M nó là cái gì? Em thử lấy cái tờ giấy á, em viết ra đi. Rồi xong rồi em chụp hình lại em để lên cho tôi. A của tôi là cái gì, M của tôi là cái gì? Mọi người khác cũng làm đi mọi người. Làm thì mới hiểu được. Tại vì sao mình không phải học toán quen á. Bởi vì là cái cách suy nghĩ của người sinh học của mình đó, nó sẽ khác với lại rất là nhiều so với lại những người học về toán. Đó, bởi vậy là thí dụ như Hiếu thì Hiếu nhìn vô cái ra được, đúng không? Còn mình ở đây mình không có quen cái cách tư duy như vậy á, thì mình sẽ không hình dung ra được. Nhưng mình làm riết là quen rồi mọi người. Hồi xưa tôi cũng không được, tôi cũng lấy ra. Nói thiệt á, tôi bây giờ tôi cũng làm y như vậy á mọi người. Tôi cũng viết ra xong xuôi rồi bắt đầu tôi mới viết lại, chứ không phải tôi nhìn vô thấy được liền đâu, không có đâu mọi người. Đó, tôi cũng chăm chỉ làm lắm mọi người, chứ không phải là thiên tài như người ta, không có. Tôi cũng ngu ngu giống vậy, nhưng mà tôi chăm chỉ. Đó, ngu nhưng mà chăm chỉ. Đó, tôi cũng tự ngồi viết ra, không tin tôi chụp hình lại cho mọi người xem là tôi cũng viết đầy giấy trên bàn hết á. Ừ. Đó, chứ không phải tự nhiên cái đùng đâu mình có được, mình có ngồi phải làm chăm chỉ vào thì được. Ừ. Em sắp xong rồi, hãy đợi em chụp cái. Ủa chưa có hết đâu Hạnh. Ủa sao Hạnh đã record lại hết rồi bây giờ. Rồi mọi người cố gắng nhờ. Ủa cái này xoay được không ta? Vậy đấy em gửi lại thôi. Ừ, em gửi lại đi. Rồi, cảm ơn Kim Cương. Thì giờ mình có đây là M1 là 1, 3, 4, đúng không? M2 là 3, 7, 5. Còn cái C là 1, 1, 1, đúng không? Thì làm sao mình ra được ở đây, đúng không? Mình nhân cho
hàng này nhân cho cái này đúng không, hàng này nhân cho cái cột này, hàng này nhân cột này thì mình sẽ ra, thì cái này làm a đúng không, nhân cho m thì bằng y đúng không. Rồi như vậy là cảm ơn Kim Cương ha, như vậy là đã rất là ổn rồi. Tôi tiếp tục. Rồi, như vậy thì cái y bằng a nhân cho m đúng không? Như vậy là theo cái least square đó, cái least square là gì? Là mình lấy cái y ở trên cái line hoặc là y hat, hồi nãy mình sử dụng y hat đúng không? Bây giờ mình lấy y trên cái line. Đó, mình trừ cho cái y rồi lấy bình phương đúng không? Thì theo mình theo cái công thức bình thường mà mình đã học với cái bài mà tính cái loss function đó, cái này là loss function nè. Đúng không? Quay lại cái lý thuyết mình học á. Cái học cái đó mình học tới 2 tuần lễ rồi, có nhớ không? Đã học cái Bayesian đó dành cho cái least square ở cái loss function đó. Thì cái loss function là gì? Là cái mà mình predict nè. Đúng không? Là cái head đó. Đó, là hoặc là cái đường nằm ở trên cái đường thẳng đó, mình predict thì nằm trên đường thẳng đúng không? Đó, trừ cho cái y thật sự của mình. Đó, thì bình phương lên là thầy là least square error, đúng không? Thì bằng gì? Cái y ở trên cái line thì bằng a nhân cho m nè. Đúng không? Bằng a nhân cho m nè, là cái ma trận của Kim Cương nãy để vào đó. A nhân cho m nè trừ cho cái y nè, bình phương lên nè. Đúng không? Rồi, bây giờ á mình không chia ra c với m1, m2 nữa, tại chia ra mình làm tới 3 lần lận. Đúng không? Bây giờ mình đã có cái dạng ma trận rồi, mình gộp nó luôn. Khỏi phải chia ra, tại sao mình phải chia m1, m2, c để làm cái gì? Đúng không? Mình cho nó dưới cái dạng là giống hồi nãy Kim Cương để vô đó, thành cái một cái vector luôn. Ha? Thì dưới dạng ma trận luôn. Thì như vậy là tôi lấy đạo hàm của cái least square error này nè. Tôi lấy đạo hàm theo m. Đó. À, bây giờ khỏi làm partial derivative luôn. Khỏi. À, tại vì tới tập mình chỉ coi nguyên cái đó nằm trong cái m là được. M1, M2, C là cái vector cột là m. Tôi đặt nó m chứa m1, m2 và c. Ok không? À, rồi. Như vậy thì đạo hàm của nó là gì? Bằng 2 để xuống đúng không? Lấy theo m thì ở trong cái này là mình có m lớn đúng không, giữ nguyên m lớn, rồi còn ở bên ngoài cái m lớn lấy đạo hàm của m lớn theo m đúng không, thì đây là y không có m bằng không đó, còn a em có m, bởi vì là giữ là cái a là nhân với cái a ở đây. Tới đây được không, tới đây ổn không? Tới đây được không mọi người? Rồi bây giờ theo công thức của gradient descent thì sao? Thì cái m thì bằng đúng không? M thì bằng m trừ cho cái raise nhân cho cái đạo hàm này. Đúng không? Là được. Phải không? Vậy là xong rồi. Đó, thì giờ tôi làm sao? Tôi làm thử cho mọi người coi là tôi tính là tôi cho y nè, đúng không? Đó. Rồi tôi cho cái data frame của tôi là ở đây cái A của tôi thì tôi có A1, A2 đúng không? Bỏ cái C đi. Đúng không? Đó cái C không quan tâm tới. Thì tôi có X1 nè. Đúng không? Thì bằng A của column 1 nè. 1, 3, 4 nè. Rồi A, X2 thì bằng A của column 2 là 3, 5, 7 nè. Đúng không? Y thì bằng Y. Được không? Như vậy là tôi thử sử dụng cái LM ở trong R để tôi tính Y với là X1 cộng X2. Cái data bằng cái data này. Đúng không? Đó. Giờ tôi phải có cái m1, m2, c thì tôi cho nó vô cái vector m. Đúng không? Tôi initialize của nó là ba cái giá trị này là 1, 1, 1. Đúng không? M bằng m1, m2, c. Đó, theo thứ tự, đúng thứ tự nha. Sai thứ tự là lát xe bét. Rồi tôi cho n để tôi cho nó lớn lên. Tôi cho nó tới 1 triệu. Đó, tại tôi làm thử rồi. Làm 10 ngàn nó cũng chưa có hội tụ nữa mọi người. 1 triệu thì nó bắt đầu hội tụ. Đó. Xong cái ray của tôi cho nó là 0.001. Đó. Thì bây giờ ở đây thì là cái for y cho tới 1 chữ n thì bằng gì? M, đúng không? Cái này gradient descent đúng không? Công thức m bằng m trừ cho cái ray. A hồi nãy là công thức của mình ở trên nè. Mình có nè. Đúng không? A nè. Đúng không? Rồi nhân cho A nhân m trừ y. Hai này mình bỏ đi cũng được nữa mọi người. Tại cái hàng số á. Bỏ vô cũng được, không bỏ vô cũng được. Có khi tôi bỏ, có khi tôi không bỏ. Tôi không biết làm sao. Thì mình bỏ số 2 đây cũng được nha ha. Đó. Tại trong đầu tôi cứ nghĩ lấy đạo hàm cho nó bằng 0 thì số 2 nhân cho đó có hay không cũng được đó, bởi tôi không có bỏ nó vào. Rồi
mình bỏ nó vào cũng được, không có sao ấy mọi người ha. Rồi mọi người thấy là A là nhân cho A, nhân cho M, trừ cho Y, tôi làm Y hệt. Dạ thầy đi lắm hả nghe. Làm làm bây giờ. Hình như thầy văng ra rồi đúng không? Alo. Thầy văng ra. Vậy mà quá trình nhiều chuyện hả chị? Alo mọi người nghe không? Nghe yeah. Chắc thay đổi là các bạn cũng bị kỳ. Mình bật cái tên rồi nói chuyện chút xíu chứ nhiều khi để không nghe cũng hơi ghê thiệt. Ủa gà mọc đuôi tôm hả? Câu này nghĩa là gì chị? Em học dở văn quá cho nên không hiểu chứ gà mọc đuôi tôm là gì. Dạ cũng nhiều gì nè. Câu này nghe không hiểu thiệt, không hình dung được. À, hôm trước em có gửi mọi người cái phần Python đó thì mọi người có lên thử xem chưa nhỉ? Cái đó cũng không có cài gì trơn, chỉ lên là triển xài thử thôi. Có ai làm thử không nhỉ? Mọi người hay anh chị có ai thử cái Python mà em gửi không ạ? Hiếu có thử không Hiếu? Ờ, có anh xong rồi xem. Được không? Hiếu có xong qua không có những cái cô lao nữa, bao nhiêu mình có Hiếu một tỷ. À, okay. Ở bên Huế là Hiếu học ngành Computer Science luôn à? Hay là học công nghệ thông tin? Học gì đơn giản là thông về công nghệ thông tin đó. À, công nghệ thông tin đúng không? Đây là. À, rồi, ok.
Hello mọi người còn nghe tôi không? Dạ còn nghe thầy ơi. Trời không biết sao á, nó bị cái gì không biết mọi người, tự nhiên là... Ủa, hồi nãy tôi nói tới đâu rồi mọi người, để tôi xem màn hình lại nha. Dạ thầy. Ủa nay thầy update lên cái mới rồi hả thầy, cái hình con bạch tuộc nè. Đúng rồi, update cái mới rồi. Mình là chuyên về Ubuntu mà, bởi cái nào mới ra mình phải update ngay và luôn, dứt khoát là như vậy. Rồi tới đây rồi đúng không? Tới đây rồi, xong rồi, nói luôn cái này rồi. Mọi người tới đây có vấn đề gì không? Tôi biết được là mọi người sẽ thấy là tại sao tôi để A ở đây, đúng không? Đó. Chứ theo công thức ở đây thì tôi lại để A ở đây, mà tại sao tôi phải để A ở đây? Đó. Thì do mình nhân ma trận thì phải thay đổi cho nó đúng cái chiều của nó, đúng không? Đó. Thì bữa trước là mình đã có discuss với lại trường, câu hỏi của trường rồi ha. Thì mình phải để làm sao cho cái hàng với cái cột đó, nó matching lại nhau thì mới được. Ok không? Ha. Đó. Rồi, hồi nãy mọi người nghe tới đây chưa? Gian, yeah. Hồi nãy là xong cái phần này, giải thích hết phần này cho em, hay là... À, dạ, đang khúc này đúng không thầy? Ừ, rồi. Thì tôi nói lại ha, đó tôi sợ bị rớt chỗ nào tôi không biết, tôi nói lại là cái data frame của mình ở đây có x1, x2, đúng như là y. Thì y như mình học vậy đúng không? Đó là mình có chiều dài tóc, với lại là chiều cao, đúng không? Đó, để mình predict cái giới tính trong cái kia. Nhưng mà bữa trước mình học thì mình lại học cái gì ta? Sử dụng cái chiều cao với lại là cái tuổi của cái cây để mình predict cái cân nặng của nó ha? Cái cân nặng ở đây không phải là cân nặng cả một cây. Ví dụ như cân nặng cây trầm hương ở trong cái cây gì đó. Cái cây có nhiều cái bộ phận mà mình không có lấy nó được, nó không có tạo mùi, ví dụ như vậy đó. Thì người ta, năm ngoái người ta khai thác như vậy với cái tuổi đó, đúng với chiều cao đó, thì nó sẽ tạo ra cái số lượng chậm hương bao nhiêu đó trong cái cây đó, ví dụ như vậy đúng không? Đó, thì mình có x1, x2 với lại y ha? Y là cái cân nặng của cái chậm hương của cây đó, đúng không? Còn x2 là cái tuổi, x1 là chiều cao của cây. À, ví dụ vậy để người ta dự đoán đó, chứ không lẽ người ta mỗi lần muốn biết thì người ta chặt cái cây ra thì đúng không? Giờ lỡ mà nó không đủ thì làm sao nó sống lại được, đúng không? Đó, bởi vì người ta phải sử dụng hai cái biến mà người ta đo đạt được mà không làm nó chết để predict nó ha. Đó, thì bây giờ tôi sử dụng cái LMI predict dựa trên cái x1 cộng x2 data này, đúng không? Đó, thì tôi ra kết quả đây là cái intercept là 0.3, đúng không? Còn x1 nó 0.25, còn x2 nó là 0.125. Còn cái thuật toán này của mình á, mình iterate tới 1 triệu á, thì mình ra M1 là 0.25 nè. M2 của mình á, là x2 đây là 0.1249, có nghĩa là cũng gần 0.115. Còn C của mình là 0.75 nè, nó giống như thế này. Đúng không? Thì cái thuật toán nó như thế nào? Thì hồi nãy mình đã học rồi đúng không? Mình lấy đạo hàm, đó. Lấy cái ray m nó là một cái vector m1, m2, mc ha, nó bao gồm ba thành phần. Thì thật chất tôi set nó là 111 hết mọi người. Ha, này là 111 thì m tôi có rồi. Xong rồi tôi lấy a theo công thức đây nè, a nhân cho m trừ cho y nhân cho a, đúng không? Thì công thức ở đây tôi lấy a, tôi chỉ đảo cái a này qua đây thôi. Nhân cho A, nhân cho M, trừ cho Y ha. Ai mà chưa có biết đổi qua đổi lại mấy cái này thì ngồi vẽ nó ra, đúng không? Đó, rồi thử thì sẽ thấy nó comfortable là được ha. Đó thì nó ra kết quả như vậy. Ok không? Được không? Rồi. Xong sau đó thì mình cũng viết thành cái function thôi, chứ cũng không có làm gì hết mọi người ha. Thì hồi nãy là mình lúc nào tôi cũng thử trước, rồi tôi viết cái function cho nó. Đó, thì ở đây cái gradient descent tôi viết cái function cho nó là tôi phải nhập vào cái ma trận A, đúng không? Nhập vào cái Y. Đó. Có khi là nếu mình nhập sẵn luôn cái Y nó nằm ở trong cái ma trận A này luôn á thì mình sử dụng luôn ha. Ví dụ như trên đây là tôi có nhập
Không, cái này cái data frame của tôi thì tôi có cả cái x1, x2 với cái y luôn đúng không? Còn cái a của tôi thì không có cái y trong tổng. Đó. Thì đây là đôi khi tôi cho nhập hai cái để mình dễ làm thôi chứ không có gì hết, mình tách ra sẵn đúng không? A là cái ma trận đó, cái y thì là cái chứa cái y nó vậy thôi. Đó. Thì đây viết cái hàm nó có mấy dòng thôi à, nó return cái m, mà cái m này của mình nó là nó m1, m2, c đó mọi người, nó chứa ba thành phần trong đó lận. À, đó. Thì mình ra kết quả. À, rồi. Mọi người có cần tôi chạy để cho mọi người xem không? Thí dụ như mà không cần tôi chạy cho xem thì tôi cũng show cái hình đúng không? Đó, để cho mọi người thấy là cái kết quả là nó ra như thế nào. Dạ, có cái hình là được rồi thầy. Cái này là, sorry nha, đáng lẽ tôi phải sửa lại multiple chứ không phải linear đâu. Hả? Thì mọi người thấy là mình có 3 điểm nè, đúng không? 3 điểm nè, điểm A nè, điểm B nè, điểm C nè. Đó, mình có 3 điểm, đó 3 cái chấm ở chỗ này. Thì 3 cái điểm này nó sẽ tạo thành một cái mặt phẳng, đúng không? Nó tạo thành một cái mặt phẳng, là cái mặt phẳng màu hồng của mình đó. Hả? Xong xuôi rồi, đó, mình có ở đây trục này đó là trục X2 nè. Còn trục này là trục X1 nè, cái trục này là trục Y nè. Đó, xong xuôi mình sử dụng cái gradient descent để mình tìm, mình optimize nó. Mới ban đầu nó không ra, nó không có vô đó, nó là một cái mặt phẳng mà người hình dung như được không? Nó nằm xéo xéo à, xong xuôi từ từ nó mới trùng vô trong cái mặt phẳng màu hồng, cái mình cần tìm. Ok không? Được không? Tới đây mọi người thấy sao? Thấy ổn chưa? Rồi, có ai hỏi gì cái này không? Tôi nghĩ là chắc là x1, x2, cái này là y, là mình biết rồi đúng không? Mình có hai cái x1, x2. Bình thường thì mình chỉ có mặt phẳng là y với x1 hoặc là y với x2 thôi. Bây giờ thì mình có x1, có x2 rồi mình mới dự đoán y, đúng không? Nó sẽ tạo thành cái mặt phẳng giống như vậy, đúng không? Đó, và cái gradient descent là cái mặt phẳng màu tím đó, ha, có gạch gạch ở trong đó, đó. Còn cái kết quả cuối cùng á của mình là cái mặt phẳng màu hồng á, ha, đó. Rồi. Ổn rồi đúng không? Rồi như vậy mình ôm lại một tí xíu ha, là cái gradient descent của mình nãy giờ mình đi được từ cái dạng gì? Thứ nhất là mình đi từ cái dạng là scala variable, yeah. Có nghĩa là mình không biết gì về cái vector, cái mình cứ thế nó vô đại à, đó, y như học lớp 10 vậy đó, ha, đại số y như học lớp 10 vậy đó, không, lớp 12 đi, mới lấy đạo hàm được, rồi, thì thế nó vô hết mấy con số rồi xong rồi mình lấy đạo hàm, đó, rồi xong cái mình thế cái đạo hàm nó vô trong cái chỗ này, đó, có nghĩa là bây giờ nó có 3 số thì mình bỏ 3, có 3 điểm thì mình bỏ, hoặc là có 3 sample thì mình bỏ nó vào, mình tính nó, ha, rồi xong xuôi mình thế nó vào, đó, thì rồi lấy đạo hàm, đó gì đó, thì mình sẽ không quan tâm tới ở trong đây là nó là cái gì hết, đúng không, lấy đạo hàm bỏ vô thôi, đó, còn cái điểm mình đã thế nó vô rồi, bởi vì khi mình viết cái hàm gradient descent thì mình không có nhập x với y vào, ha, mình chỉ nhập vào cái đạo hàm của nó thôi, đó, thì cái này là cái sơ khởi nhất, đó. Xong sau đó mình mới chuyển qua cái dạng vector, ha, mình chuyển qua cái dạng vector, mình nhìn ở dưới cái góc độ vector, ha. Có nghĩa là bây giờ mình nhập vô một cái con x, mình cũng bỏ vô thế vô trong đây, nhưng mà con x ở đây, con y ở đây, nó là một cái vector, ha, đó, nó là cái vector x nè, 1, 3, 4 nè, y là b, đó. Đây là 1, 2, 5, 1, 2, 2 nè, là dưới dạng cái vector, ha, đó. Thì nếu mà mình đã nhập vô dưới dạng này rồi thì bây giờ mình có 3 điểm, 4 điểm hay là n điểm gì cũng được.
đúng không? Đó, mình đâu có quan tâm nữa, tại vì giờ nó là x với y đây nguyên cái vector nó luôn đó ha. Đó thì mới đầu tôi làm vector với cái ba điểm cũ đó, xong xuôi rồi cái dạng số này của tôi là cái level 3 của tôi là dạng vector, nhưng mà tôi thêm một cái điểm d nữa ha, để cho mọi người thấy là giờ tôi có thêm một điểm, thêm hai ba điểm gì vô nó cũng không ảnh hưởng gì đó, tại vì mình đã dưới dạng vector rồi mà, mình đâu có làm từng điểm đâu, đúng không? Đó thì đây nó cũng cho mình kết quả như vậy. Xong xuôi rồi mình mới nghĩ tới cái việc là mình làm simple regression rồi, đúng không? Mình mới nghĩ tới cái việc là multiple regression, có nghĩa là không phải là mình chỉ có một cái biến là lấy tuổi của cái cây đó để mình dự đoán cái cân nặng của cái chậm hương, đúng không? Có được trong cái cây đó cho mình, còn nghĩ tới là chiều cao của nó nữa, đúng không? Đó, bây giờ mình có thêm cái biến xi nữa đó, mai mốt mình có thêm một cái nữa chẳng hạn như là số lá của nó, đúng không? Cây ít lá thì cho nhiều chậm hương, ví dụ như vậy, hoặc là ngược lại đó, mình không biết đó, thì mình có số lá của nó nữa, mình có thể đếm được lá đó mọi người. Tại vì biết sao không, là chụp cái hình nó cái như là có cái vision đó, đó có cái software nó có thể pick up cho mình đếm được bao nhiêu lá trên cái cây đó mọi người. Ừ, thì cái tôi không nói láo đâu, thì mình có thể đếm được số lá của nó nữa, đúng không? Mình có cái số liệu đó là mình có thể là dự đoán được là chậm hương, nếu mà nó nhiều lá thì nó sẽ cho nhiều chậm hương, ví dụ như vậy đó, tôi không biết đó. Thì bây giờ mình có thể có nhiều biến chứ không phải chỉ có hai biến đâu. À, đây tôi lấy ví dụ lúc nào cũng dễ, tại vì hai biến thì còn vẽ một biến, hai biến, ba biến thì vẽ nhìn thấy được, đúng không? Bốn biến sao thấy? Có không? Bởi lấy cái ví dụ nào nó cũng dễ dễ một tí xíu. Thì bây giờ mình có cái này thì nãy Kim Cương cũng vẽ ra cái ma trận, đúng không? Đó, thì tính trừ nó ra, đúng không? Giữa cái prediction với lại cái giá trị thật của nó. Đó thì cái error mình muốn minimize cái này, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình lấy đạo hàm của nó, mình thế nó vào trong công thức, đúng không? Là mình đã nhìn cái góc độ của gradient descent ba cái level khác nhau để mình lập trình ha. Đó. Rồi, bây giờ thì người ta phải nâng cấp nó lên, tại vì cái gradient descent mọi người thấy ở đây tôi phải cho nó 10 triệu á. Oh sorry, 1 triệu á, nó mới conversion đó mọi người. Đó. Thì bây giờ phải có cách nào làm cho nó nhanh hơn ha. Thì cái cách làm cho nhanh hơn thì người ta sử dụng cái phương pháp là stochastic gradient descent. Ha? Thì cái chữ stochastic này có nghĩa là nó là mang tính chất ngẫu nhiên đó mọi người. Ha? Nó giống như cái từ probability là xác suất. Ha? Đó. Nó không phải là lúc nào nó cũng fix, nó thay đổi. Ha? Stochastic là vậy đó mọi người. Ha? Rồi. Bây giờ mình có 3 điểm, đúng không? Theo cái cách đầu tiên của mình làm á, là mình làm dưới cái dạng là nhập điểm vào, đúng không? Để tính ra hai cái partial derivative ha? Đó, thì mình tính được hai cái này. Đó, đạo hàm riêng đó, mình tính được hai cái này. Đó. Xong xuôi sau đó rồi mình nghĩ thêm cái cách khác nữa là mình sử dụng vector. Đúng không? Đó. Thì cái vector này nếu mà mọi người nhìn ra thì thật chất cho nó y như cái cách ở trên nè, chứ không khác gì hết. Tại sao tôi nói như vậy? Mọi người nhìn đây nè. Cái y, cái error này thì bằng cái hàm này, đúng không? Bằng mx cộng c trừ cho y bình phương lên. Đúng, mình thế đấy bạn. Bây giờ mình lấy cái đạo hàm của dm d error này theo m đó. Thì mọi người thấy được là cái số 2 này để xuống đúng không? Bằng mx cộng c trừ cho y nhân cho x, đúng không? Thì mình thế cái điểm thứ nhất vô, điểm A vô thì nó ra cái này, thế cái điểm thứ hai vô thì nó ra cái này, thế cái điểm thứ ba vô nó ra cái này, thì cái này với cái này nó giống nhau chứ mấy. Nhưng mà tại vì mình viết cái dạng vector, đúng không, thì ba cái này khai triển ra thì nó nằm ở trong đây nè, chứ mình cũng cần phải khai triển ra, đúng không? Đó, và theo C cũng vậy, thì ba cái này là nó nằm đây nè, chứ mình không có khai triển nó ra. Đó, thì cái gradient descent nãy mình học á, thì người ta gọi nó cái batch gradient descent, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lấy hết luôn, lấy tất cả các điểm luôn, điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè, điểm thứ ba nè, đạo hàm của nó nè, đó, đạo hàm riêng theo m nè, này điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, đạo hàm riêng theo c nè, mình lấy ba điểm luôn, đó, ha, mình lấy hết, ở trong đây mình có ba điểm, là bài toán này mình có ba điểm, mà mình lấy hết ba điểm thì người ta gọi là batch gradient descent, lấy cả luôn, nguyên một cái batch là giống như là gọi là gì, dịch ra là một cái một đống đó, ha? Lấy cả cái đống đó luôn, ha? Không có chừa cái gì hết. Thì theo công thức của gradient descent, lấy m thì bằng m trừ cho ray nhân cho cả cái đống đó, đã cả đống đó thì có 3 điểm, đúng không? Đó. Rồi
Còn bây giờ cái stochastic gradient descent thì sao? Nó chỉ khác con cái là thay vì mình lấy 3 điểm luôn, 1, 2, 3, A, B, C, đúng không? Bây giờ mình chỉ lấy điểm A thôi, mình làm á, đó. Mình lấy M, A, mình lấy điểm A thôi, đó. Được không? Mình lấy chỉ lấy điểm A thôi, đó. Nhưng mà ở đây cái stochastic là nó xuất hiện từ đâu? Stochastic là bây giờ trong 3 điểm thì mình biết lấy điểm nào, đúng không? Thì bây giờ mình phải tạo ra một cái biến ngẫu nhiên, một cái random list, đó, một cái danh sách ngẫu nhiên của ba cái điểm này, đó. Thí dụ như tôi lấy ngẫu nhiên là A rồi tới B rồi C, tôi có thể lấy ngẫu nhiên là B rồi tới C rồi tới A, hoặc tôi lấy ngẫu nhiên là C rồi tới A rồi tới B, thí dụ vậy, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này tôi nói, tôi ví dụ là tôi lấy ngẫu nhiên là A trước rồi B rồi tới C, đúng không? Tôi lấy ngẫu nhiên đó, thì tôi lấy ngẫu nhiên một điểm thôi chứ tôi không lấy hết. Ở đây mọi người thấy là tại vì cái này là sum của mấy của ba điểm nè, đúng không? Cái gradient descent là sum của ba điểm nè, đúng không? Đó, thấy dấu cộng không? Dấu cộng của điểm A nè, cộng cho điểm B nè, cộng cho điểm C nè, cộng của ba điểm. Nhưng mà cái này đối với lại cái stochastic gradient descent thì mình không lấy tổng nó, mình lấy ngẫu nhiên ha, ngẫu nhiên một điểm trong ba điểm này. Thì tôi lấy ngẫu nhiên cái điểm A thì tôi còn điểm B, điểm C, đúng không? Cái danh sách của nó là vậy, ngẫu nhiên là A, là B, là C. Thì tôi tính là cho cái điểm A này, cái M cho cái điểm A này thôi. Đó, M cho điểm A này tôi gán cái M0 của tôi lúc ban đầu, M0 của tôi là 1, C0 của tôi cũng là 1, mọi người nhớ rồi, đúng không? Đó, tôi gán ngẫu nhiên cái giá trị ban đầu của tôi vào như vậy. Đó. Xong rồi tôi cũng lấy ray là 0.01, tôi nhân cho cái D của cái IEA đó trên cái DM. Như vậy là Tâm ơi, em có bữa nay có đi học không Tâm? Chắc không có đúng không? Thiên ơi Thiên, như vậy là cái DEA cái partial derivative của cái DAE trên DM này nó là cái gì vậy Thiên? Nó là bao nhiêu vậy em? Dạ em không biết thầy. Trời đất quỷ thần. Mà để em suy nghĩ đi. Ở đây tôi mới vừa nói nè, ở đây nó có 3 điểm nè. Cái partial derivative của nó, điểm A nằm đây nè, điểm B nằm đây nè, điểm C nằm đây nè. Ở đây 2 nè, để xuống dưới đây M nhân cho X cộng cho C trừ Y. Mà cái M của X, mà X này là A thì A là 1 nè, đúng không? Y là cũng của A cũng là 1 nè. Thế vô là cái DIE của nó là này nè. Trời đất ơi, giải thích cạn nước miếng luôn mà. Bởi vì tôi nói không làm là không có biết đâu. Đó. Rồi, tôi nói lại là thay vì ở đây mình lấy hết tổng của ba cái điểm này luôn, đúng không? Mọi người thấy không? Tổng này dấu cộng nè, đi hết qua cái partial derivative của ba cái điểm này luôn, thì cái phương pháp này nó chỉ chọn một điểm thôi, mà cái điểm này lấy là ngẫu nhiên, đó, ngẫu nhiên trong ba điểm này nó lấy ngẫu nhiên, đó. Thì đây là cái DE chia cho DM nè, ra được cái M của A nè. Đó, và cái C cũng vậy, nó cũng lấy giống vậy vậy đó. Rồi xong xuôi nó làm xong cái này, nó ra được cái MA với lại CA rồi. Rồi nó thế vô dưới đây. Sorry mọi người, cái A này nó nằm ở dưới. Rồi nó ra được MA với CA, rồi nó thế vô đây MA với CA nè. Đó. Rồi bây giờ nó lấy cái điểm kế tiếp là điểm B nè. Đó. Tại cái theo cái list đúng không? Mới đầu mình tạo cái random list ra. Thì đây tôi nói giả dụ thôi để tôi dễ nói là cái random list của tôi là A trước rồi B rồi tới C. Đó vậy đó. Ở đây mình có 3 điểm thôi à. Đúng không? Mình có thể là A, B, C hoặc là B, A, C hoặc là C, A, B hoặc là C, B, A. Ví dụ như vậy đúng không? Đó, nó còn những list này. Nhưng mà tôi nói giả dụ tôi có một cái random list là như vậy. Đó. Thì bây giờ tôi ra được cái này thì tôi ra được cái M của AB 2 điểm. Đúng không? Tại vì cái điểm A tôi tính ở trên nè.
bây giờ điểm B tôi mới nhập nó vô nè, bây giờ tôi có M, AB và có C, AB thì tôi được điểm này nữa. Đó, xong xuôi rồi, giờ tôi tới cái điểm C, tôi đi làm tiếp nữa. Thì tôi có cái M, AB ở trên, tôi thế vô tôi trừ cho cái này, đúng không? Đó, trừ cho cái này thì được cái điểm này. Đó vậy đó. Thay vì phía trên á, thì mình tính là bằng cái cách là ở đây là tổng hết một lúc rồi mình lại upgrade nó lên. Rồi tổng nè, mọi người thấy không? Là M1 nè. Đó là nó tổng hết tất cả những cái điểm này, cái iteration là N cái iteration trên cái đống này. Đó, còn bây giờ cái iteration thí dụ tôi cho 100 lần thì 100 lần lặp lại 3 điểm này. Đúng không? Thì mình có này, xong xưa cái mình quay lên trở lại cái mình làm cái điểm A tiếp nữa thì cái điểm ở trên đây của mình là thành là cái chỗ đây không phải là M0 nữa mà là M A B C, còn C đây là C A B C, là mình thế vô mình lại quay trở lại một lần nữa là mình được cái MA từ cái đống này. Thì cái này là cái phương pháp stochastic gradient descent ha. Đó, tới đây mọi người có hiểu không? Giang. Dạ hiểu thầy. Em đã học rồi đúng không? Em mới hiểu chứ còn tôi nói là em cũng không hiểu đúng không? Nếu mà em chưa có học chưa. À, kiểu em thấy nó cũng dễ hiểu thôi. Nó chỉ có cái là nó giờ cập nhật cái điểm. Còn cái cập nhật thì có cái ray mình nhân ra cho cái đầu hàm. Nhưng mà cái đầu hàm giờ thì mình phải tính đầu hàm dựa vào các điểm. Rồi sau đó mình lấy cái random, mình đưa vào cái list chẳng hạn. Sau mình random mình lấy nó ra để mình cập nhật. Chứ không phải là chạy theo từng cái. Thì nó chỉ vậy thôi chứ thầy nó cũng dễ hiểu mà. Cái đó là do em chứ em không biết mọi người sao à. Ờ thì tôi cũng không biết mọi người sao. Hỏi thằng kia cái đó mà nó còn không biết nữa đó. Cái ba cái điểm này là mình học từ đầu đến cuối, mình chỉ sử dụng ba điểm này cho hỏi nó đạo hàm của ba điểm của điểm A nó còn biết, nó có nghĩa nó không biết cái gì hết rồi, nó không hiểu gì hết từ A đến cuối rồi. Thầy cho em hỏi là nếu mà N điểm là nó cũng làm N lần như vậy luôn á. Đúng rồi, nhưng mà bên đây nó cũng làm N lần, nhưng mà mọi người thấy là mỗi lần nó làm thì nó đã làm ba điểm trong đây rồi, nó lấy N nhân 3 đúng không? Còn trong đây của mình á, là mỗi lần mình lại cập nhật lên một lần nữa. Bởi vậy là nó đã tính tổng ở trong đây 3 lần ở trong đây nè. Còn đây của mình ít hơn số lần. Bởi vì cái lợi của cái stochastic gradient descent này nó sẽ convert cho nó nhanh hơn so với lại cái phương pháp này. Được không? Tại nó chậm quá, cái phương pháp kia nó tới là 1 triệu lần. Còn này mọi người một lát thấy là nó ít hơn rất là nhiều. Nó cũng conversion nữa. Tại vì sao? Tại vì nó làm ở đây cái range nó update lên á. Nó chỉ update mỗi lần nó làm cho một điểm à. Ờ, mỗi lần nó làm cho một điểm thôi, nó update lên. Còn cái này mỗi lần mà update lên là làm cho 3 điểm ở trong đây nè, nó tới 3 điểm lần á. Cái DE này là nó chứa 3 điểm 1 2 3 trong đây, đúng không? 3 điểm thì không có bao nhiêu hết, nhưng bây giờ lỡ mà cái dataset mình có 100 điểm đi thì nó thành bao nhiêu rồi? Phải không? Đúng không? Mà dataset có 1000 điểm, có 1 triệu điểm thì mỗi lần tính cái này, tính 3 cái dấu cộng này nó tăng lên rất là nhiều. Mọi người hiểu không? Cái này nó làm nhanh hơn. Nhưng mà dĩ nhiên cái gì mà nó nhanh thì nó sẽ ra kết quả nó sẽ không có tốt bằng, đúng không? Cái lúc nào cũng trade off là vậy hết. Được không? Ha. Rồi. Có ai hỏi gì nữa không? Như vậy khi mà người ta hỏi mọi người á, cái stochastic này á nó nằm ở đâu, cái tính ngẫu nhiên nó nằm ở đâu? Cái tính ngẫu nhiên là cái chỗ mà mình random cái list này nè. Đó, thí dụ giờ mình có 3 điểm thì mình lấy điểm nào đầu tiên? Đúng không? Và điểm nào kế tiếp và điểm nào là sau cùng? Đúng không? Là cái tính ngẫu nhiên của nằm ở chỗ là chỗ này á. Ha, mai mốt người ta hỏi thì mình nói cho người ta ha, cái stochastic nằm ở chỗ là cái list này nè. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để giảm cái số lần tính toán á, ở đây là sum của 3 điểm cộng lại của cái gradient á, của 3 điểm cộng lại. Ở đây nó chỉ lấy một điểm thôi. Đó, lấy một điểm, C cũng vậy, M cũng vậy, chỉ lấy một điểm thôi. Rồi nó update lên, nó vậy đó. Và nó cứ làm vòng lại như vậy. Ha? Thì cái số lần mà người ta thử thì cái này nó conversion với cái N epoch á. N này nhỏ hơn là cái này rất nhiều. Đó, tại cái này nó phải tính 3 luôn, cả cái này luôn. Ok không? Được không? Ha? Rồi, như vậy thì một lát tôi sẽ quay lại chạy code. Nhưng mà bây giờ trước khi đi tiếp đó, thì giới thiệu thêm một cái nữa là mình đã học cái path gradient descent. Thí dụ như mình có cái số điểm của mình á, number of sample là N, đúng không? Bây giờ mình sử dụng hết trong cái
derivative của mình á, cái partial derivative của mình á, thì mình sử dụng hết tất cả các điểm đó luôn, mình không chừa điểm nào hết nè, công thức nè, đúng không? Cái EA nè, là EB cộng EC nè, mình sử dụng hết nè. Đó, cái này tính theo cái dạng vector, nhưng mà cái này tôi viết ra cái dạng bình thường á, không phải dạng vector, tôi cộng 3 cái lại. Thì mọi người thấy là nó cũng cộng 3 cái lại luôn nè. Đúng không? Cái DC nó cũng cộng 3 cái điểm lại với nhau. Có nghĩa là mình phải tính 3 điểm hết luôn, mỗi lần mình tính 3 điểm hết luôn. Bởi vậy làm số mình sử dụng, số điểm mình sử dụng là N. Đó. Còn cái stochastic gradient descent này, cái số điểm mình sử dụng mình chỉ sử dụng có 1 điểm thôi. Thì mình update cái gradient lên. Đúng không? Sử dụng điểm kế tiếp upgrade cái số M lên. Ha, đó. Mình cứ upgrade là mình sử dụng 1 điểm. Còn cái mini batch thì mình sử dụng M điểm nào đó. Ví dụ như giờ tôi nói tôi cho cái M đó bằng 3 ở bằng 2. Đó, nhỏ hơn N bằng 3. Đúng không? Lớn hơn 1, 1 thì là stochastic rồi. Đúng không? Còn cái mini batch này là tôi sử dụng bằng 2, M bằng 2, có nghĩa là mỗi lần tôi tính 2 điểm thôi. Được không? Thì bây giờ mình chia ra có 3 cái dạng cơ bản này. Nó còn có nhiều nữa mọi người, có nhiều nữa, nhưng mà 3 cái này là 3 cái cơ bản nhất mà người ta thường sử dụng nhất. Ha, đó. Thực chất là nó có nhiều hơn nữa. À, tôi chỉ giới thiệu 3 cái thôi. Được không? Rồi, bây giờ mình quay lại. Khi mà mình hiểu được cái stochastic rồi, mình sẽ hiểu được cái mini batch thôi. Cái mini batch nó chỉ là thay vì lấy 1 thì lấy 2, lấy 3, lấy 4 gì đó. Đúng không? Miễn sao nó nhỏ hơn N và lớn hơn 1 là được. À, đó. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi một chút là cái chỗ mà mình lấy random một điểm á thầy, ví dụ như là lần 1 nó lấy điểm A thì nó có bỏ điểm A rồi mình nó chọn B hoặc C thì là nó vẫn lấy lại điểm A được không mình? Cái là nó random mà có bỏ vô lại không, hay là nó random lấy được điểm rồi nó bỏ ra luôn á? Thí dụ như giờ mình có 3 điểm đi ha, thì bây giờ mình lấy random cái điểm A rồi thì khi mà update lên thì không update vô A nữa, update lên B hoặc C thôi. Thí dụ bây giờ tôi tạo một cái list, mọi người khi tôi lập trình thì mọi người sẽ thấy được là nó như thế nào. Mới đầu tôi sẽ tạo ra một cái list trước, một cái list ngẫu nhiên trước, xong xuôi rồi cái list đó theo thứ tự A, B, C, ví dụ như vậy, thì tôi lấy cái A thì tôi sẽ truyền qua B và tôi truyền qua C và tôi cứ repeat giống vậy, lặp lại cái này. Được không? Dạ rồi. Vậy là mình lấy random nhưng mà nó vẫn có thứ tự ở đúng này, chứ nó không lặp lại. Đúng rồi, không lặp lại. Ừ. Lấy random không lặp lại. Có nghĩa là đừng có suy nghĩ theo cái cách đó, mà suy nghĩ theo cách là mình tạo cái list trước đi. Thí dụ như giờ mình có ABC, bây giờ mình trộn nó, mình shuffle lên. Đó, tôi shuffle nó lên tôi được ABC thì tôi cứ theo thứ tự ABC mà tôi làm. Được không? Biết cái từ shuffle không? Có người xào bài á, em xào nó lên đi. Ha, em xào nó lên em được cái list của tất cả các point. Thí dụ có 100 điểm đó, em xào nó lên, nó có thứ tự nào em cứ làm theo đúng thứ tự đó là được. Được chưa? Dạ, được rồi. Ừ, rồi. Có ai hỏi gì nữa không? Nếu mà mình lấy random số điểm gì là sao mỗi lần mình chạy hết thì cái điểm, cái giá trị M mà mình sẽ cuối cùng nó sẽ không bằng nhau sau mỗi đợt mình chạy đúng không? Cái giá trị M cuối cùng hả em? Có nghĩa nếu mà bây giờ mình lặp lại 100 lần thì cái này nó diễn ra theo thứ tự này đúng 100 lần đó em. À, ý em là ví dụ như mình chạy cái code này xong rồi nó ra giá trị MC rồi cuối cùng rồi xong đó mình chạy lại một cái lần khác á, là cái giá trị hai cái lần đó nó... Đúng rồi, hai cái lần nó khác nhau. Nhưng mà tôi set shift ở trong đây thì tôi chạy một lát đó, em chạy nó cũng ra giống vậy. Rồi bây giờ mình coi cái code đi ha, thì mình sẽ dễ hiểu thôi chứ không có. Có mấy dòng mà mọi người ơi, chứ đâu có gì. Thí dụ như giờ tôi có 4 điểm A, B, C, D. Đúng không? Tôi có X ở đây nè, tôi có Y ở đây nè, 4 điểm A, B, C, D. Ha? Xong rồi tôi đặt cái data frame của tôi là X, Y, Y. Đúng không? Tôi cho cái range là 0.01, N tôi cho 100, C ở 1000, C tôi cho bằng 1, M tôi cho bằng 1. Đó. Thì bây giờ ở đây, mọi người biết cái hàm sample nè. Đúng không? Có nghĩa là nó trộn lên. Ha?
để chạy lên để cho mọi người thấy được nó sampling bằng cách nào. Rồi, thí dụ như giờ tôi có DT đúng không? Là bằng ABC giống như vậy. Được không? Rồi xong xuôi bây giờ á, là tôi có number of row của cái DT mà tôi sampling nó lên, nó sẽ trộn với tôi, nó shuffle lên đó. Ha? À, giống như mình xào bài vậy đó, có 5 2 lá rồi mình xào nó sẽ đổi thứ tự cho mình. Giờ nó là 1 4 3 2 chứ không phải là 1 2 3 4. Đúng không? Mọi người thấy không? Nó đổi lên rồi đó. Bởi vì tôi để cái 1 4 3 2 thì nó sẽ xào với tôi cái này theo cột. Đúng không? Mọi người nhìn thấy là tôi xào theo cột. Thì bây giờ nó là B, D, C, A chứ không phải là A, B, C, D nữa. Được không? Tôi gán nó vô trong cái data frame này. Rồi, như vậy là tôi đã lấy ngẫu nhiên rồi đó. Cái stochastic nó xảy ra ở chỗ này. Tới đây được không? Tới đây được chưa? Dạ được. Rồi, xong rồi bây giờ tôi mới nói là tôi cho cái n của tôi là chạy 1.000 lần, lặp lại 1.000 lần. Cái n này không phải là cái số sample nha. Trong cái bài giảng của tôi để là cái number of sample là n. Nhưng mà n ở đây là cái số lần mình repeat đó, là 1.000 lần. Tôi cho g bằng 1 với tới 1.000. Được không? Xong rồi. Tôi mới nói tiếp là bây giờ cho y nè, chạy từ 1 cho tới cái dimension của cái 1 này. Nó là cái số hàng đó mọi người. Nó là cái số hàng đó, mình có cả thảy 4 hàng A, B, C, D, có 4 hàng. Đúng không? Đó. Bây giờ đó, nó mới lấy cái điểm thứ nhất. Nó tính. Nè, Y bằng 1. Đúng không? Y bằng 1 thì lấy cái điểm thứ nhất là điểm D nè. Đó. Thì mọi người thấy là giờ tôi cho Y bằng 1 đi. Ha, Y bằng 1. Đó. Thì bây giờ mọi người thấy là tôi lấy M nhân cho cái DI này. Đúng không? Có nghĩa tôi lấy đạo hàm của cái điểm đó đó. Nó là bằng 5 đó, là 5 nè. Đúng không? Tôi lấy M nhân cho cái D của cái X đó, cộng cho cái C, rồi trừ cho cái D của cái Y. Cái này đó, nó là, ra nếu mà 1 ra thì nó bằng 3 đó. Đó là lấy điểm 5 đi điểm 3 ra nè. Đúng không? Đó, rồi tôi nhân cho cái DI của cái X này, y như công thức của mình vậy đó. Đúng không? Ha? Để chắc tôi phải đánh lại quá. Thì đây nó là gì? Ở đây nó là 2 nè. Đúng không? 2 thì cái không bỏ vô cũng không sao. Đó, nhưng mà kệ bỏ vô đi cho nó giống M nè, đúng không? Rồi nhân cho X nè. Đó, rồi cộng cho C nè. Đúng không? Rồi trừ cho cái này là Y nè. Công thức của nó là vậy đó, chứ đâu có làm gì cao siêu đâu. Nhưng mà cái này là X với Y ở đây nó không phải là, nó không phải là một cái vector mà nó là một cái điểm. Được chưa? Nó không phải là vector mà nó là một điểm. Điểm của mình là 5 với 3 nè. 5 nè, với 3 nè. Nó bỏ vô nó tính. Được chưa? Rồi bây giờ C thì cũng giống như vậy. Mà bây giờ mình muốn cho nó chạy từ từ D rồi tới C rồi tới B rồi tới A, đúng không? Bởi vì mình cho nó duyệt qua Y này nè, duyệt qua từ 1 cho đến thì nó cứ upright này lên mà nó cho từng điểm. Ok không? Được không? Được chưa? Tới đây hiểu chưa? Đó đơn giản vậy thôi à. Đâu có làm gì cao siêu đâu. Mình hiểu là mình làm được à. Có không? Nhẩm lại coi. Tới đây được chưa? Cái này tôi ghi chú là is. Rồi, tới đây được chưa? Rồi, bây giờ tôi chạy thử ha, tôi chạy thử cho mọi người xem.
thì đây tới cái 1000 thì em mở nó ra 0.451. À, cái này cái C nó là 0.514 đó, nhưng mà không, mình đâu có biết nó đúng hay sai đâu, đúng không? Bây giờ mình thử lấy x regression cho y coi nó ra bao nhiêu. Thì cái intercept của nó là cái C của nó là 0.514 nè, ở đây 0.514 nè đó, còn ở đây nó ra là 0.451, còn ở đây nó là 0.457. nó có khác đó, nhưng mà nó khác ít lắm mọi người đó, nhưng mà nó ra nhanh, mọi người thấy không? Đó, cái iteration 1000 nó ra rồi, còn bên kia là nó cần tới 1.000.000 hay bao nhiêu nó mới ra tới, đúng không? Đó, thì lúc nào mình cũng phải có trade-off giữa hai cái, đúng không? Trade-off có nghĩa là cái sự cân bằng, đúng không? Nếu mà mình cần độ chính xác thì mình phải chạy lâu, thì còn lâu nó mới ra cho mình, đúng không? Còn nếu mà cái bài toán nào mình chỉ cần thấy sắp xỉ lên là được, đúng không? Đó, thí dụ khác biệt giữa một cái 5 kg trầm hương với lại 7 kg thì khác tới nhau tới 2 kg lận thì mình sợ, chứ còn bây giờ đó, nó khác nhau 100 gram thì dự đoán khác nhau 100 gram thì mình thấy nếu mà nó không có gì hết nhưng mình cần có kết quả liền thì mình làm cái này, đúng không? Đó, cuộc đời lúc nào cũng vậy, trade off giữa hai cái hết, đúng không? Đó, mình chịu bỏ thời gian ra mình học cái gì đó thì mình sẽ giỏi, nếu mà mình làm được đó. Còn giờ mình không chịu bỏ thời gian ra thì mình làm không được, đúng không? Đó, cuộc đời nó không vậy chứ biết làm sao giờ. Thì cái này nó cũng vậy, đúng không? Mình có nhiều CPU, có nhiều RAM đó, mà có nhiều máy đủ này kia thì mình sử dụng cái nào nó chính xác, nó ra kết quả chính xác đó cho từng nanomet, ví dụ vậy, đúng không? Còn cái nào mà mình thấy thôi vậy cũng được rồi đó, ví dụ như giờ người ta mua 1 tấn cát đó, mình mất hết 100 gram của 1 tấn cát đó thì mình cũng thấy không bao nhiêu hết, thôi chạy vậy là được rồi, đúng không? Đó, tùy theo cái bài toán của mình. À, tôi không phải ở đây, tôi không có quảng cáo cho cái stochastic gradient descent là tốt hơn cái Bayes gradient descent hay tốt hơn cái mini Bayes, tôi không có nói như vậy. À, ở đây chỉ muốn nói là cái bài toán của mình cần giải quyết nó là cái gì thì mình lựa chọn phương pháp sao cho nó phù hợp. À, đừng có lấy cái dao mổ bò mà đi giết ruồi, nó kỳ lắm. À, đó, đừng làm mấy chuyện đó, nó vừa tốn mà nó không tốt gì hết, được không? Thấy được toàn cảnh của cái bài ngày hôm nay chưa? Thấy được chưa? Đúng rồi. Thầy ơi, cái set sheet mình để số nào cũng được hết hả thầy? Đúng rồi, muốn để số mấy thì để. Tôi để đại số 42 đó. Còn có ai nếu muốn làm giống như kết quả của tôi gì đó thì để số 42. Mọi người không tin thử làm đi, thì cái sample nó sẽ ra theo cái thứ tự là nó sẽ ra theo thứ tự là A, D, C, B đó. Thử đi, thử liền ngay và luôn đi. Cái script này ở những cái dòng cuối đó mọi người, tôi gửi cho mọi người có sẵn là mọi người copy bát lên thôi, thử đi em. Còn nếu mà ai set sheet một cái set sheet khác đó, thì có khi nó số nó thứ tự nó khác ha. Đó, tại cái này của mình đó, mình chỉ có A B C D thì có 4 cái thì có khi nó có thể giống, đúng không? Giống một cách ngẫu nhiên thôi. Đó, nếu mà mình set sheet khác mà nó giống là giống do ngẫu nhiên thôi, chứ còn thường phải set sheet giống nhau thì nó ra kết quả giống nhau. Em thử chưa Minh? Em thấy sao? Được không? Dạ. Dạ giống không? Dạ em đang copy thôi. Em copy qua đi em. Trời đất ơi, tôi đưa cái script cho em rồi. Em copy cái dòng 326 đó. 326, 327 làm ra rồi chứ mấy. Rồi. Như vậy là mọi người có hiểu cái gradient descent là gì chưa? Hồi xưa mình học đó là mình giải bài toán cấp 2, đúng không? Đó, mình sử dụng gradient descent để mình giải phương trình đó, gì đó, mình tìm mấy cái giá trị sắp xỉ của một cái phương trình đó. Mình không, cái biến của mình thí dụ như nếu mà nó là mấy cái phương trình trùng phương x mũ 4 cộng 2x cộng 1 ví dụ vậy, đúng không? Mình cũng có thể đặt biến được đó. Nhưng mà giờ mấy cái phương trình mà nó x mũ 5 cộng 3 x mũ 2 rồi cộng x mũ 1 rồi cộng gì đó nữa, đúng không? Thì mình không có phải dạng đặc biệt, mình không có đặc biến được, mình giải không được đó, thì mình sử dụng cái gradient descent để mình giải cũng được ha. Đó,
Nhưng mà bây giờ ở đây thì cái này nó lại giúp cho mình giải cái bài toán, đúng không? Cho cái linear regression. À, mà không phải chỉ có linear regression đâu mọi người, cái neural network hay là mấy cái gì đó cũng sử dụng cái Bayesian descent đó. Ừ. Đó. Nó rất là có rất nhiều cách sử dụng trong cái machine learning. Tôi hỏi lại lần nữa, có ai không hiểu gì cái stochastic gradient descent không? Rồi, nếu mà ai cũng hiểu hết rồi thì mọi người thấy là cái dàn bài của mình đúng không? Ha? Đây là cái dàn bài của mình. Cái dàn bài bữa nay của mình học á, là cái batch gradient descent. Khi mà mình sử dụng cái batch gradient descent có nghĩa là mình dùng cái từ gradient descent đó. Ha? Là mình sử dụng hết cái số điểm của mình luôn. Ha? Mình cộng dồn lại hết tất cả các điểm để mình optimize nó. Ha? Còn cái stochastic gradient descent á, là mình chỉ lấy có một sample thôi, đã lấy một điểm thôi. Mà cái điểm đó là mình lấy điểm nào? Mình có n điểm mà tại sao mình lấy có một điểm? Thì cái lấy được một điểm đó thì mình phải có cái stochastic ở đây, đúng không? Cái tính ngẫu nhiên của nó bóc đại trong n ở đây bằng 3, bóc đại một trong ba đứa đó, bởi cái stochastic là xảy ra ở chỗ là mình lấy đại cái điểm nào. Đã. Xong sau đó rồi mình chỉ tính cái derivative cho cái điểm đó thôi. À, xong rồi mình cứ thế nó xuống những điểm khác, thế nó xuống điểm khác, đó liên tục như vậy. Còn cái minibatch này khỏi nói mọi người cũng thấy được rồi đúng không? M nó thí dụ mình có 3 điểm thì M nó bằng 2. Đó, 2 thì nó lớn hơn 1 và nó nhỏ hơn 3. Đó, thì mini mà, đúng không? Không lấy hết, cũng không lấy 1, lấy mini, lấy 2, lấy giữa. Đó, ha. À, thì cái nào cũng có cái ưu và khuyết điểm của nó, ha. À, như vậy thì bây giờ bài tập về nhà. À, Giang em đánh lại giùm tôi. Bài tập về nhà là so sánh ha, cái hồi nãy tôi nói thôi mà mọi người chưa có chạy thử. Bây giờ mọi người tự đã học rồi, có code của tôi rồi đúng không? Thử chạy thử coi là cái số lần và tính ra đúng không đó, để mà cho cái batch gradient descent này nè nó convergent lại á. Đó, so với lại cái stochastic gradient descent này nó cần vật trình lại á, thì cần cái bao nhiêu lần cái epoch. Ha, mọi người phải cho cái m cho cái c nó bằng nhau hết và cho cái ray nó bằng nhau hết, nhưng mà cái epoch nó khác nhau thôi. Ha, đó. Cái epoch là cái số lần lặp lại đó, thì so sánh thử coi là thí dụ như tôi cho 100 lần lặp lại thì cái đường mà của cái batch gradient descent này nè nó có gần cái màu đỏ hơn so với cái stochastic gradient descent hay không. Ha. Mọi người cho 1 lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1 triệu. Đó, thử coi là 10 triệu, 100 triệu, coi cái kết quả nó sẽ như thế nào so sánh giữa cái batch stochastic. Ok không? Là bài tập thứ nhất. Ha. Xong rồi bài tập thứ hai, cái bài này hơi khó hơn. Đó, làm sao để viết cái code cho cái mini batch này. Ha, thí dụ như mình lấy 3 điểm đi thì m bằng 2. Đó. Nó không dễ đâu mọi người. Ha, đó, lấy nó bằng 2 để tính đó, đó thì nó không dễ thế nào. Mình 3 điểm thì còn dễ, nếu 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm nó còn khó nữa. Ha, thì mọi người thử viết cái code. Cái bài tập đó nó hơi nâng cao một tí ha, tôi không bắt buộc. Ai thích thì làm, không thích thì thôi. Ha, nhưng mà nó là một cái bài tập hay, đúng để mình tập cái cách suy nghĩ cho mình. Ha. Rồi, tôi nói lại. Thứ nhất, bài tập thứ nhất là so sánh ha, cái tính hiệu quả của cái batch gradient descent với lại stochastic gradient descent. À, hiệu quả ở đây mình sẽ so sánh hai thứ. Cái thứ nhất là cái số n, cái số lần lặp lại á, đó của cái stochastic á, mình muốn cho người ta thấy á, cái stochastic nó ít đó mà nó convergent. Cái batch này phải cần nhiều thì nó mới convergent. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là mình muốn cho thấy là cái batch gradient descent á, khi mà mình cho cái n này nó lớn lên á, cái số lần lặp lại, sorry không phải n ở đây, cái số lần lặp lại á, nó lớn lên á, thì mình sẽ được cái kết quả của cái batch gradient descent này nó rất giống với lại cái kết quả cuối cùng của mình.
so với lại cái stochastic gradient descent. Đó. Bây giờ mình lấy cái gold standard là cái LM ở trong R làm gold standard để mình so sánh. Ok không? Ha? Đó. Được không? Đó là bài tập thứ nhất. Còn bài tập thứ hai, so sánh, nhớ hay so sánh hai thứ ha. Ưu điểm của cái này, đúng không? Và khuyết điểm của cái này. Ưu điểm của cái này và khuyết điểm của cái này. Đó. Có nghĩa là cái này nó sẽ chính xác hơn nhưng mà nó cần cái số lần lặp lại nhiều. Cái này nó ít chính xác hơn nhưng mà số lần lặp lại nó ít. Đó, mình phải so sánh, phải làm công bằng nha mọi người. Chứ đừng có thiên về cái nào hết. Ha, tội nghiệp. Rồi, cái này thì viết cái code đó, cho 3 điểm hoặc 4 điểm gì đó. Viết cái code. Và tại vì hồi nãy mình tính 1 điểm thì dễ. Đúng không? Đó, tính tất cả thì dễ. Giờ tính 2 điểm thì như thế nào? Được không? Đó. Thầy ơi. Dạ. Dạ, cho em hỏi cái idea của cái minibus ở cái phần off, cái phần randomization đó thầy. Thì cho em hỏi giả sử có 3 điểm là ABC, nếu mà lần 1 á, mình lấy 2 điểm là AC thì lần 2 nó còn lại có điểm B rồi mình lấy điểm B rồi xong cái mình irritate cái loop đó, hay là lần 1 mình lấy AC rồi lần 2 mình phải lấy là BC rồi lần 3 mình lấy AC, AC rồi xong mình mới irritate 3 cái loop đó thầy. Không, lần 1 mình lấy 2 điểm, đúng không? Giờ còn lần 2 mình còn có 1 điểm còn lại thì mình tính vô 1 điểm đó thôi. Chứ nguyên tắc của nó phải lấy 2 điểm. Nhưng mà bây giờ còn 1 điểm thì mình tính 1 điểm. Dạ rồi, em hiểu rồi. Dạ, dạ, em cảm ơn thầy. Còn nếu mà em sợ thì em cho 5 điểm đi. Có cái thứ nhất 2 điểm, lần thứ 2 2 điểm. Còn cái lần là cái còn. Lúc nào thì cái con thì bao nhiêu điểm mình tính 1 điểm mà. Dạ, mà... rồi cái hồi nãy thầy ghi là hai bài tập nhưng mà em ghi lại có một mà thầy, em đọc lại coi thầy có đủ không nha thầy. Là so sánh ưu khuyết và cái performance của cái ba phương pháp tính cái mean dựa vào cái descent này là không, hai phương pháp đây em, một với hai, cái phương pháp một với phương pháp hai của... dạ. Còn cái bài số 2 á là viết cái code cho cái minibus gradient descent là bài số 2. Tôi nói mọi người hiểu bài tập thì mọi người làm cho tôi đàng hoàng tử tế ha. Ha? Chứ tôi thấy làm á không tới nơi tới chốn gì nữa. Làm thì mình làm đến đàng hoàng tử tế đúng không? Mình đã học so sánh rồi đúng không? Ưu điểm cái cột á là phương pháp số 1. Đúng không? Cột bên trái là phương pháp số 1, cột bên phải là phương pháp số 2. Đó, rồi xong xuôi rồi hàng thứ nhất là ưu điểm. Đúng không? Đó, ưu điểm bên đây là gì? Ưu điểm bên kia là cái gì? Không, ưu điểm bên đây thì là khuyết điểm bên kia, ví dụ vậy đúng không? Đó, thì mình làm cho nó đàng hoàng tử tế rồi vẽ hình nó ra, đúng không? Đó. Dạ, mà thầy có thể quay lại cho code không? Tại nãy em nhìn thấy cái code của thầy nó hơi kỳ kỳ mà em đọc lại thì em mới thấy có so sánh có hơi kỳ kỳ thiệt. Cái chỗ mà stochastic đó thầy. Đây nè, thấy không? Em thấy, em nhớ không nhầm hình như là nó sắp phổ ở bên trong. Chứ còn như của thầy thì thầy sắp phổ có một lần à. Đúng rồi. Em sắp phổ ở bên trong chỗ này nữa thì em làm loạn lên luôn á, không có được đâu. Sắp phổ bên ngoài. Bên ngoài đây nè. Đó. Chứ bây giờ em làm em phải thí dụ như giờ cái giá trị này em sắp phổ ở trong nữa thì em lấy giá trị này em thế vô cái giá trị nó bỏ trên cái dòng 329 á thầy. 329. Đây. Mình có một cái khoảng đó thì mình enter xong rồi mình sắp phổ ngay chỗ đó em nghĩ vậy. Em muốn sắp phổ vô trong cái gì này, cái số lần lặp lại này ở trong đây nữa hả? Làm gì cũng được, nhưng mà nó đâu có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Còn nếu như mà việc, nếu mà thầy chỉ sắp phổ ở ngoài thôi thì em thấy nó cũng không có ý nghĩa gì khác gì đâu. Nếu mà mình lặp lại đúng không? Tức là mỗi cái epoch thì mình, tức là mình sẽ đi vượt qua tất cả các điểm. Nhưng mà bây giờ thầy chỉ sẽ gọi là random sampling một lần rồi mấy lần sau thì nó cũng y chang như vậy. Còn nếu mà mình muốn gọi là mỗi cái epoch nó khác nhau thì nó phải random cái 327 đó mình đưa vô ở trong cái 328 mình enter, ngay chỗ thầy đang để cái dấu gõ đó, thì enter xuống cái xong rồi bỏ ngay chỗ cái 328 enter xuống là bây giờ em thử làm hai cái coi nó có khác nhau không. Ha, em thử làm hai cái coi. Ha, một cái bài tập nữa đi. Ha, một cái bài tập mình làm mình bỏ đây nè. Đó. Coi nó làm sao ha, mình so sánh giữa coi cái việc là bỏ bên ngoài với bỏ bên trong ở đây thì nó như thế nào.
Dạ, tại ví dụ như đây thì em có làm thử nè, là coi coi là cái y ở trong thì nó ra cái gì, thì nó chỉ ra một dàn là 1 1 2 3 4 1 2 3 4 thôi, thì em thấy là nó sẽ chạy giống nhau. Dạ. Tôi thì tôi làm vậy nó ra kết quả giống như vậy đó, không chừng là nếu mà em bỏ vô đây kết quả chỗ này nó tốt hơn đó. Tôi thấy kết Dạ. quả ở đây của tôi là 451 à, còn đây nó tới 457 lần, không chừng nếu mà bỏ vô đây thì nó cho cái chỗ này nó cần vận hành tốt hơn. Dạ dạ tại bên máy thanh thì em code nó có nó theo vậy. Dạ để em thử coi sao. Này thử tại chỗ luôn đi thầy, chứ đâu có cần về nhà, nhanh mà. Đúng rồi, em lấy cái code của tôi em chạy thử đi em. Em thử coi là tôi ra vậy đó, tôi ra là 0451 đó mà tôi cho nó 1000 lần. Hả? Tới em xem màn hình đi em. Em mở cái microphone lên đi em có nói không? À có, em quên mở thầy ơi. Dạ. Thì giờ nó ra cái kết quả như vậy để coi coi cái 0.4571 với lại 0.4571 4526 nè. Còn cái kia là 4828 mà cũng chưa tới. Còn nếu họ ở ngoài thì bốn ba với 49. Còn cái này để ra ngoài đi. Đúng rồi. Vậy là xóa cái dòng này đi khỏi ít. À, phải chọn shift C. Cần chọn shift C. Đấy. Đây là cách như cũ của thầy. 52 với lại 43 mấy đúng không? Rồi ok. Một cái 43 8 1 2 4 7 5 7 ha. Boom 5 X intercept 0.51 mấy. Intercept là này 048 0.52 à. Một cái của em á thì M nó tốt hơn đúng không? Còn cái của tôi cái C nó tốt hơn. Cái này có khi nào để xem coi nó. À đúng mà đem kiểm tra coi cái ring y này có nó có sắp phồ lại không ta? Nhiều khi là cho cái random seed trên kia nên nó vẫn còn dính. Ủa sao nó vẫn 1 2 3 4? Vậy là làm sao xóa cái random seed này ta? Cái này thì không có rành cho lắm bên bài thanh. Em unset nó, unset nó. Dưới cái chữ U, N. Đúng rồi. Chứ vậy hả thầy? Không, unset chấm seed cho em. Ồ vậy là không có cái phân trình nữa. Câu lão gì ta?
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Em sẽ ship luôn đó em. Có nghĩa là set ship rồi đóng mở ngoặc ra để chữ null vào. Ừ đúng rồi. Em vừa làm đó thầy, em vừa làm luôn. Vậy hả? Mà nó cũng không được nữa hả? Thì cũng gì? Năm nay chắc để về nghiên cứu đấy thầy. À, cơ bản thì mình sẽ thấy được là nó có khác rồi đó. Là để trong, để ngoài nó có khác. Khi mà nó khác vậy, một cái tốt hơn cái này cái kia thì cũng khó lắm rồi. Khó. Có, ví dụ như nãy nhìn vô quá thì là cái C á, thì cái của tôi là thì tốt đúng không, nhưng mà cái của em mở lại gần hơn có gì mình đó tính cái cost function đó thầy, đó tính cái đó, đúng rồi, tính cái cost function cuối cùng coi nào nó nhỏ hơn là biết liền gì. Này mình chỉ có cập nhật vô cái đạo hàm thôi, thì cái cost function sẽ có một cái để mình tính cái điều kiện dần, ví dụ như cái cost function bước giữa cái hiện tại so với cái trước đó, nếu mà nó nhỏ hơn 14,3 thì mình dừng. Mà ví dụ như coi đam lắm em, không khó khó lòng nào mà kết luận được. Để coi lại coi, hồi đó học là như vậy đó. Để coi lại coi sao ha. Thì rồi coi cái nào error nhỏ hơn thì mình xài cái đó thôi. Nhưng rồi, mà cái thì... cho cái data này đó chứ nó không phải universal, đây mình muốn chứng minh nó universal mà đúng không, chứ đâu phải cho cái data ABC này không đó. Dạ. Rồi nhưng mà tôi nghĩ bỏ vô trong thì có vẻ như là nó tạo nhiều cái random hơn, nó sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ như vậy thôi, có nghĩa là cái của em á, nếu mà bỏ vô trong á, thì có vẻ như là nó tốt hơn, có vẻ thôi nha, nhưng mà tôi không có dám khẳng định, để tôi coi lại, đi hỏi người khác coi sao hả. Rồi vậy mọi người có ai hỏi gì nữa không? Còn thưa thầy em muốn hỏi một chút ạ. Trong cái cuốn mà hồi trước thầy đưa cho bọn em đấy, có một cái cách mà họ lấy trung bình của cái các cái error đấy ạ, để tính lại thì nó có là một cái kiểu khác hay là nó vẫn là giống như kiểu cái batch mà thầy vừa nói ạ. Là sao em, tôi chưa có hiểu, em xem màn hình được không? Dạ. Cái trung bình của cái gì ạ? Dạ, trong cuốn sách mà thầy gửi cho bọn em đấy ạ. À. Thì có một cái là họ dùng cái trung bình này ạ. Nghĩa là họ tính tổng, sau đó họ chia cho tính tổng tất cả các điểm, sau đó họ chia cho số lượng các cái điểm đấy ạ. Thì nó có phải là một kiểu khác không ạ? Không, cái này nó chính là cái nó chính là cái pseudo invert. Em thấy có dấu cộng, dấu thập ở trên cái chữ nó bằng á, cái dấu thập cộng đó. Ừ, cái này là pseudo invert, cộng nó chính là cái chữ pseudo á. Dạ. Ừ. Cái này nghĩa là người ta sử dụng cái linear algebra đó em. Cái cách linear algebra để tính đó, dấu cộng cái đó là pseudo invert. Dạ. Dạ, nhưng mà cách này không phải áp dụng cho cái gradient descent đúng không ạ? Không. Dạ. Cái này là cái theo cái cách nhìn của linear algebra. Dạ. Có nghĩa là ở đây người ta nói là coi cái bias trick, có nghĩa là giống như cái ma trận hồi nãy của tôi á, tính theo cái ma trick thì tôi bỏ cái C nó vô trong cái ma trận đó luôn, chứ tôi không có tách riêng nó làm hai. Em thấy không? Để tôi share lại nha. Ở đây cái bias trick có nghĩa là mình có cái bias của mình là cái con C á, là ở trong cái hình đó là cái con B của nó đó ha. Thì alo, để đi xem màn hình. Dạ, em tưởng thầy rớt nữa rồi. Là
Mọi người có thấy màn hình của tôi không? Nghe tôi nói không? Hay là... Dạ còn nghe rồi, rồi. Thì mọi người thấy đây là tôi để con C này chứ mà kim cương á, để vô cho tôi. Tôi thay con C này vô trong cái ma trận đó luôn. Thì tôi tính cả một cái ma trận luôn. Là cái bias của tôi á, là cái con C tôi để nó vô luôn chứ tôi không có tách nó riêng ra như ở trên đây. Mọi người thấy trên đây là mình tách ra M, đúng không? Đó, M ở vị trí này để riêng và cái C này riêng. Nhưng mà giờ cái C này nó không có biến X thiệt, nhưng mà mình coi coi nó nhân với 1 đi, đúng không? Thì nó, mình bỏ nó vô ma trận nó luôn để mình tính cho nó dễ. Đó là cái bias trick đó, được không em hiểu chưa? Được không? Thật. Ví dụ như giờ tự nhiên mình tính hai cái này đúng không? Ví dụ M đi, có M1, M2. Thì đây là một cái vector và còn có thêm cái C nữa, đúng không? Thì vậy thì nó mất công. Bây giờ mình gom nó lại M1, M2, C vô trong một cái vector luôn. Đó, thì mình sẽ làm cái dạng ma trận ở đây thì nó rất là tiện. Đúng không? Đó. Mọi người nhìn thấy không? Nguyên cái đống này mình sẽ biến thành cái ma trận A nhân cho cái M. M của mình đây là M1, M2 và C. Đó. Thì cái bias trick á, có nghĩa là thay vì mình tách nó riêng ra một cái thì mình dồn nó vô luôn thì nó thành nguyên cái ma trận nhân với cái vector M. Được không em? Ok không? Hả? Dạ. 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 Thì em hỏi là nếu mà dùng cái cách lấy trung bình cộng như kiểu đấy thì nó có nhanh hơn so với cả cách lấy toàn bộ thế này không ạ? Thật chất ra cái trung bình cộng đó nó chỉ làm cho cái centroid nó lại, có nghĩa là nó không có khác đâu em. Giống như tôi là mấy cái hằng số tôi bỏ hết trơn rồi, đúng không? Vì tôi chia cho mấy cái kia thì nó cũng vậy thôi chứ nó đâu có khác nhau, đúng không? Đó, mấy cái hằng số rồi đối với mấy cái này nó đâu có ảnh hưởng gì. Vâng, cảm ơn thầy. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Mà đọc cuốn đó thì nếu mà đáng lẽ tôi cũng nên dạy Python đi ha. Nhưng mà tôi sợ mấy người ở đây nè, đó, nếu mà vừa học R vừa học Python thì mấy người loạn luôn, bởi vì là tôi làm R cho nó dễ chứ thật chất ra là học cái này học Python nó sẽ tiện hơn, tiện hơn. Em chỉ vậy rồi lý thuyết thật chứ em vẫn làm thực hành theo bài giảng của thầy ạ. Dạ. Em cũng có làm bài thanh đó thì có 2 tiếng thôi đó mọi người lên thử đi, không cần cài gì hết trơn. Với lại tranh thủ em cũng quảng cáo luôn, cái hôm trước em có làm một cái buổi chia sẻ làm về data thì mọi người có thể xem ở đây ha. Em gỡ đi em gỡ cái link đi em. Dạ. Tôi thấy nói đó hay đó Giang. Mà nói chung là nói kiểu cũng không có được sâu lắm, tại đa phần là kiểu cho cái này cho người chưa biết với lại học